Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 61. Anh nói xem, trong hai bọn họ ai sẽ là người thắng? Laliza đứng trên một ngọn núi xa xa, bình thản nói, đôi môi khẽ mấp máy, vẻ mặt ung dung, tỉ mỉ quan sát. Tóc cô ấy bay bay trong gió tuyết, không hề cảm thấy chút lạnh lẽo nào, vì người Atlantis thích ứng với hoàn cảnh rất nhanh, cho dù là lúc dưới biển sâu âm mấy chục độ bọn họ cũng không cảm thấy lạnh. Đây cũng là lý do bọn họ thích sinh sống thời gian dài dưới biển. Đặc biệt là qua nhiều năm như vậy, bọn họ đã hình thành nên thói quen này từ lâu, từ mấy nghìn năm trước thậm chí là 10.000 năm trước bọn họ đã rất phát triển trên trái đất, nhưng cùng với sự nổi dậy của nền văn minh nhân loại thì nền văn minh Atlantis cũng dẫn biến mất khỏi vũ đài lịch sử. Bọn họ muốn sinh tồn chỉ có thể ẩn mình dưới biển sâu, đây mới là quê hương của bọn họ, nhưng cũng là nơi bất đắc dĩ bọn họ mới phải ở. Mặc dù tài nguyên biển rất phong phú, chiếm đến 70% tài nguyên trên trái đất, nhưng những tài nguyên trên đất liền luôn là những đồ tốt nhất, đây cũng là lý do bọn họ không chịu ở yên dưới đáy biển. Mấy nghìn năm nay, không lúc nào là bọn họ không muốn thống lĩnh đất liền một lần nữa, không lúc nào là bọn họ không muốn khôi phục những ngày tháng huy hoàng của văn minh Atlantis một lần nữa, nhưng đời không như mơ, thời đại của bọn họ đã qua lâu rồi, dân số của bọn họ không thể nào so sánh với loài người. Cho nên mới càng ngày càng bị động. Bây giờ chính là cơ hội duy nhất mà bọn họ chờ đợi bao năm qua, sự xuất hiện của vật tổ tận thế báo hiệu việc còn họ có khả năng trở thành chủ nhân của thế giới này một lần nữa, cho nên Atlantis sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội lần này, 20 năm trước như thế nào 20 năm sau cũng sẽ như vậy. Trong mắt Laliza đầy ý chí chiến đấu, trận chiến của Tần Lâm và thiệt kiếm dị hạng ba bảng hổ cũng khiến Laliza càng trở nên kích động hơn, ý chí chiến đấu cao ngất. Hận không thể gia nhập vào đánh một trận tơi bời. Em xem anh thanh niên kia chắc sẽ thua thôi, người đàn ông kia quá xảo quyệt, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, có khi anh cũng chẳng có kinh nghiệm phong phú như ông ta đâu. Nicolas James mỉm cười nói. Nhưng chúng ta có thể đợi, ngao sò đánh nhau ngư ông đắc lợi, rồi sẽ có người thua cuộc, lúc đó chúng ta có thể xuất hiện hưởng lợi rồi. Xem ra anh không nắm chắc có thể đánh bại bọn họ. Laliza thản nhiên mỉm cười, nhan sắc tuyệt trần đúng chất tiên nữ khiến người ta phải trầm mê không lối thoát. Nicolas James cũng nhìn đến si mê, tâm tình phơi phới. Nhưng bây giờ anh ta lại càng tỏ vẻ nghiêm túc, khuôn mặt cao ngạo nói. Không phải, dũng sĩ Atlantis sao lại không thể đánh bại bọn họ chứ? Loài người tầm thường sao có thể sánh bằng Atlantis chúng ta được? Nicolas James tỏ vẻ tự cao tự đại, nhìn về phía Tần Lâm và thiệt kiếm dị. Anh ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu rồi, chỉ là muốn giảm tổn thất xuống mức thấp nhất nên bọn họ mới chờ Tần Lâm và thiệt kiếm dị đánh xong mới ra tay, như vậy thì khả năng thành công sẽ cao hơn nữa còn chẳng tốn chút công sức nào. Cũng đúng, nữ hoàng bệ hạ bảo tôi và anh cùng đi giành lại vật tổ tận thế, cũng rất coi trọng sức mạnh và dũng khí của anh, hy vọng anh không làm bà ấy thất vọng. Laliza nói, công chúa điện hạ cứ yên tâm, anh sẽ không để em phải thất vọng đâu. Công chúa Điện Hạ nhất định sẽ cảm thấy hãnh diện vì anh. Ánh mắt Nicolas James mờ ảo như có một cơn bão tuyết hòa vào, anh ta khoác trên mình bộ giáp, ánh mắt khinh thường, là một dũng sĩ Atlantis, anh ta là sự tồn tại lớn mạnh nhất. Xem ra bọn họ sắp quyết chiến rồi, đúng là một trận chiến khiến người ta kích động. Đôi mắt xinh đẹp Laliza lấp lánh, lúc này, Tần Lâm cầm kiếm, khí phách cuồn cuộn, thất tinh long uyên, ác thần xuất hải, thuồng luồng ngược dòng. Khí thế kinh khủng ngang ngược cũng khiến thiệt kiếm dị không dám lơ đãng, thủ đoạn khôn lường, quyết chiến lần cuối. Tần Lâm phong bế lại hai huyệt đạo trên vai, không để vết thương chảy máu nữa, cho dù có tiếp tục chiến đấu với thiệt kiếm dị cũng không bị chậm lại, có thể chiến tiếp mà vẫn giữ được phong độ như lúc đầu. Thất tinh long uyên, thế kiếm uy nghiêm, điều khiến Tần Lâm không ngờ rằng kiếm pháp thất tinh long uyên của mình càng ngày càng lên cao, cho dù là thiệt kiếm dị hạng ba bảng hổ cũng phải kiêng dè. Hơn nữa mỗi một chiêu tấn công của ông ta cũng đều được anh nhẹ nhàng giải quyết. Thất tinh long uyên, đánh đầu thắng đó, thiệt kiếm dị liên tục lùi lại, đối diện với thế kiếm bá đạo của Tần Lâm, ông ta chỉ có thể cố gắng chống đỡ, còn kết quả như thế nào thì phải dựa vào ý trời rồi. Từng vết kiếm dần dần găm trên cơ thể của ông ta, kiếm của ông ta đã bị sứt mẻ khá nhiều, mấy chục chiêu vừa rồi của Tần Lâm rất xuất sắc, xuất chiêu điêu luyện, thực lực mạnh mẽ, khiến ông ta không thể đột kích được. Mặc dù lúc đầu thiệt kiếm dị chiếm thế thượng phong, vô cùng hung hãn, đó là vì kinh nghiệm chiến đấu của ông ta rất phong phú,
ông ta đã chiến đấu vô số lần trên giang hồ nên đã tạo nên bản lĩnh như vậy, kinh nghiệm cũng là một phần của sức mạnh, điều này không còn gì để nghi ngờ cả. Tần Lâm và Thất Tinh Long Uyên dần hòa nhập làm một, tấn công mạnh mẽ vào những yếu điểm của Thiệt Kiếm Dị khiến ông ta không thể phản công mạnh mẽ. Thiệt Kiếm Dị đã đả thông bốn kinh mạch nên cũng được xem là cao thủ tứ mạch, nếu tiếp tục chiến đấu với Tần Lâm thì ông ta cũng sẽ hao sức, nhưng mà Tần Lâm vẫn giữ phong độ rất dũng mãnh, Thiệt Kiếm Dị dần lép vế, mặc dù hai người đều có những lúc mạnh yếu, vết thương trên người cũng nhiều nhưng Tần Lâm thì vẫn tỏ vẻ ung dung, những vết thương trên người anh không nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Thiệt Kiếm Dị thì khác, đối diện với những nhát kiếm công kích mạnh mẽ như cuồng phong bão táp của Tần Lâm, ông ta chỉ có thể cố gắng cầm cự, những vết thương trên người ngày càng nhiều, hơn nữa mỗi một lần phản kích ông ta lại cảm thấy lòng bàn tay giống như muốn vỡ ra, những đường kiếm của Tần Lâm quá mạnh, thanh kiếm giáng xuống khiến ông ta không kịp hít thở. Đánh lâu thì thể lực cũng giảm, Thiệt Kiếm Dị đã mất đi uy phong ban đầu. Nhưng dù gì cũng là hạng ba bảng hổ, Thiệt Kiếm Dị không thể nhận thua dễ dàng, vốn muốn chiếm đoạt Thất Tinh Long Uyên của Tần Lâm nhưng không ngờ bản thân lại bị đánh bại. Thất Tinh Long Uyên rất lợi hại nhưng bản thân ông ta cũng trở thành bại tướng dưới tay Tần Lâm. Cheng cheng. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên cheng cheng, kiếm của Thiệt Kiếm Dị cuối cùng cũng gãy thành từng mảnh dưới thanh kiếm của Tần Lâm. Cái này. Vẻ mặt Thiệt Kiếm Dị đầy sợ hãi, trắng bệch không còn giọt máu, ông ta không ngừng lùi về phía sau với ánh mắt đầy hoang mang. Đối với một kiếm khách, kiếm còn thì người còn, kiếm mất thì người mất. Thiệt Kiếm Dị sợ hãi nhanh chóng rút lui, sắc mặt tái nhợt, trên cơ thể còn có hơn 20 vết thương nữa, chiến đấu quyết liệt với Tần Lâm như vậy mà cuối cùng vẫn thua, ông ta biết hôm nay đã thua trận rồi. Nhưng Tần Lâm không muốn tha cho ông ta, loại người muốn đến giết anh sao anh phải nhân từ với họ chứ? Hạng ba bảng hổ thì sao? Cao thủ phái không đồng thì sao? Anh muốn giết ông ta thì chỉ cần một kiếm thôi. Kiếm đã mất, Thiệt Kiếm Dị hoàn toàn mất đi lực chiến đấu cuối cùng. Trong lúc chạy thục mạng bước chân ông ta loạng choạng, ngày càng bị động, kiếm của Tần Lâm đã lướt qua tóc mai của ông ta mấy lần, gió lạnh lùa qua, thanh kiếm tỏa hơi nóng, suýt nữa thì ông ta gặp tử thần rồi. Thiệt Kiếm Dị lăn mấy vòng, kiếm đã gãy, người thì chưa chết, lúc này ông ta buộc phải chạy, cái mạng nhỏ của ông ta là quan trọng nhất, ở trên núi thêm nữa thì e là chẳng còn củi mà đốt. Nếu ông ta gặp điều gì bất trắc ở đây thì một đời tông sư, hạng ba bảng hổ sẽ hoàn toàn biến mất. Phản công. Thiệt Kiếm Dị đột nhiên quay lại quyết chiến một trận cuối cùng, lùi về sau vài bước, vẻ mặt nghiêm trọng, miệng vết thương rỉ máu, Tần Lâm không tha cho ông ta, mỗi một nhát kiếm đều muốn lấy mạng khiến ông ta hoàn toàn tuyệt vọng. Tần Lâm nhướng mày, không ngờ ông già này lại điên cuồng như vậy, sắp hết hy vọng rồi mà vẫn phi tiêu về phía anh, đồng tử của Tần Lâm co lại, nghiêng mình tránh tiêu, nhưng phi tiêu cuối cùng lại đâm trúng vào ngực anh. Thiệt Kiếm Dị lăn xuống đất vẫn bắn phi tiêu, Tần Lâm chém một nhát, tả xung hữu đột nhưng vẫn để Thiệt Kiếm Dị chạy thoát. Ha ha ha, núi xanh còn đó nước biếc còn dài, các người cứ chờ đấy, Tần Lâm, cậu đừng vui mừng sớm quá, sớm muộn gì tôi cũng quay lại tìm cậu thôi. Tiếng cười của Thiệt Kiếm Dị vang vọng khắp các khe núi, đến tuyết ở xung quanh cũng rơi xuống nhưng không đến nỗi lở tuyết, chỉ là cơn gió thoảng qua thôi. Cậu không sao chứ, Tần Đại Sư. Tạ Hồng Mai quan tâm hỏi. Tôi không sao, không ngờ lão già này lại gian xảo như vậy. Tần Lâm trầm giọng nói, không giết được Thiệt Kiếm Dị là tổn thất lớn của Tần Lâm, lão già này ở trong bóng tối nên anh nhất định phải đề phòng ông ta. Sở trường của phái không đồng là kiếm pháp, ám khí phi tiêu chỉ là tài lẻ của Thiệt Kiếm Dị thôi, vậy mà không ngờ lại lợi hại như vậy, hạng ba bảng hổ nhưng bản lĩnh lại chỉ là ám khí. Tạ Hồng Mai nghiêm túc nói. Thì ra là như vậy, lão già này, tôi nhất định phải diệt trừ được ông ta, nếu không sau này uy danh hạng ba bảng hổ thật sự khiến tôi phải nhìn bằng ánh mắt khác đấy. Tần Lâm lẩm bẩm nói. Tần Đại Sư, sức mạnh của cậu mới khiến tôi phải nhìn bằng ánh mắt khác đấy, đến cả hạng ba bảng hổ cũng bại dưới tay cậu thật sự rất lợi hại. Bây giờ Tạ Hồng Mai đang nhìn Tần Lâm với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thực lực của Tần Lâm quá mạnh. Hạng ba bảng hổ cũng là bại tướng dưới tay anh, đúng là không thể tin được. Vừa rồi cô luôn cổ vũ cho Tần Đại Sư giống như chiến thần tuyệt thế trong gió tuyết, không ai có thể ngăn cản được, chỉ cần rút kiếm ra là đã uy danh lẫm liệt rồi. Lúc đó Tạ Hồng Mai cũng không khỏi tim đập thình thịch, đây mới là người đàn ông chân chính, nam tử hán chân chính.
Không biết tại sao cô phát hiện ra vị trí của Tần đại sư trong trái tim cô lại ngày càng cao, bản thân cũng bất chấp theo anh đến nơi này, rốt cuộc là vì bảo vệ biên cương hay là vì điều gì khác. Lốp bốp, lốp bốp. Đúng là đặc sắc, cao thủ hiếm có như vậy đúng là khiến tao mở rộng tầm mắt đấy. Một âm thanh trầm trầm vang lên bên tai của Tần Lâm và Tạ Hồng Mai. Ai? Tạ Hồng Mai biến sắc, Nicholas, James và Laliza chậm chậm bước tới. Tần Lâm chau mày, không ngờ anh lại không phát hiện ra có hai người luôn đứng bên cạnh quan sát. Điều này khiến Tần Lâm sợ hãi, lau vết máu trên khóe miệng, nếu hai người này ra tay cùng với Thiệt Kiếm Dị thì có lẽ vừa rồi anh đã thua rồi, hơn nữa còn thất bại thảm hại. Hai người là ai? Nếu tôi đoán không nhầm thì hai người cũng đến đây vì ngọc bội trong tay tôi. Tần Lâm bình thản nói, lạnh lùng quan sát Nicholas, James và Laliza, hai người này vô cùng cao lớn, Laliza cũng phải 1m9 còn Nicholas, James phải hơn 2m, cao rất nhiều so với người bình thường. Tần Lâm cũng mới chỉ có 1m8, vậy mà người phụ nữ này lại có một sự đe dọa rất lớn với anh, thậm chí có thể nói là uy lực. Áp lực đáng sợ. Trong lòng Tần Lâm dần cảm thấy sợ. Hơn nữa cô ta thực sự rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta đố kỵ, đến Tạ Hồng Mai còn cảm thấy lép vế, người phụ nữ này còn đẹp hơn cả cô, đặc biệt là khuôn mặt kết hợp giữa thiên sứ và ác quỷ kia, vô cùng bắt mắt, giống như thần thánh trên trời vậy, khiến cho Tạ Hồng Mai có cảm giác kính nể. Không phải là tóc vàng mắt xanh biếc mà là một đôi mắt màu lam đậm giống như vì sao rực rỡ trên bầu trời vậy. Laliza sang trọng cao ngạo, khí thế oai hùng. Đây có lẽ là uy phong của hoàng tộc Atlantis. Anh rất tò mò trước sự xuất hiện của hai người này, bọn họ mang theo sự cao quý khí phách không giống với đám dân thường, coi thường người khác, cảm giác này khiến Tần Lâm vô cùng khó chịu. Mặc dù cô gái này rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến tâm trạng người ta vui vẻ thoải mái, nhưng cô ấy nhìn anh như nhìn một con kiến bé nhỏ, nhìn là biết có chuyện chẳng lành rồi. Loài người tầm thường không có tư cách hỏi tao là ai, giao ngọc bội trong tay mày ra đây. Ngọc bội mà bọn tao tìm kiếm lâu nay ở chỗ mày phải không? Nicholas James lạnh lùng nhìn Tần Lâm. Mày là cái thá gì mà chất vấn tao? Ha ha ha, mày muốn ngọc bội thì tự đến đây mà lấy, chúng mày giết tao là lấy được rồi, không bước qua được xác tao thì đừng mơ lấy được ngọc bội. Tần Lâm cười lạnh nói. Loài người thấp kém, tao thấy mày muốn chết rồi. Nicholas James tức giận nói. Tần đại sư, hình như bọn họ không phải người bình thường. Tạ Hồng Mai trầm giọng nói, cô phát hiện ra một manh mối, cơ thể, khung xương và cả khuôn mặt cũng hoàn toàn không giống bọn họ, trên vùng đất lạnh lẽo này mà hai người bọn họ chỉ mặc bộ quần áo mỏng, cho dù có bản lĩnh thế nào cũng không thể chịu đựng được giá lạnh vật lý, trừ khi bọn họ không quan tâm đến cái lạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mày đoán đúng rồi, bổn tướng quân là Nicholas James, dũng sĩ số 1 Atlantis. Còn bên cạnh tao là công chúa điện hạ của Atlantis, cô Laliza. Có thể gặp được bọn tao là vinh hạnh của chúng mày đó, còn không quỳ xuống hành lễ. Nicholas James như một vị thần, khoanh tay trước ngực cao ngạo nói. Cái gì, Atlantis? Tạ Hồng Mai bụng miệng lại, vẻ mặt vô cùng khó coi, sao có thể chứ? Cứ tưởng rằng Atlantis chỉ là truyền thuyết, bây giờ không ngờ truyền thuyết lại trở thành sự thật rồi. Tạ Hồng Mai không dám tin. Không thể tưởng tượng được, nhưng ngoại hình và trang phục của bọn họ lại khác hẳn với bọn họ, từ lúc bọn họ xuất hiện Tạ Hồng Mai đã chú ý đến những điểm không bình thường của họ rồi. Nhưng lúc Nicholas James nói mình là người Atlantis, Tạ Hồng Mai vẫn hơi ngẩn người. Mặc dù Tần Lâm rất kinh ngạc nhưng không hề ăn nói lung tung vì anh biết Atlantis thật sự tồn tại, hai người này rất có khả năng là những người mạnh mà Atlantis phái tới cướp đoạt vật tổ tận thế. Vật tổ tận thế không phải là truyền thuyết. Atlantis lại càng không phải là truyền thuyết, bọn chúng đều tồn tại thật, mặc dù rất chấn động nhưng Tần Lâm ý thức được suy nghĩ của bản thân không sai. Hai người này không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Công chúa điện hạ của Atlantis, chẳng trách lại có khí chất cao quý bẩm sinh như vậy, khiến cho người ta nghẹt thở, nhưng trong mắt anh, cho dù nữ hoàng Atlantis có tới cũng chẳng có tư cách bắt anh quỳ xuống. Xem ra chúng mày đến thật rồi. Ý chí chiến đấu trong mắt Tần Lâm ngày càng sâu đậm, hạng ba bảng hổ Thiệt Kiếm Dị thua nên chạy rồi, nhưng sự xuất hiện của bọn họ lại khiến Tần Lâm như gặp được kẻ thù lớn. Atlantis, là nền văn minh trước kia, lúc này ánh mắt Tần Lâm như mũi tên, nhìn chằm chằm Nicholas James và Laliza,
cuộc chiến đến từ hai nền văn minh đã không thể thay đổi lại càng không thể hòa giải. Bọn họ đứng ở hai phe đối lập và chiến đấu vì lợi ích của mỗi bên. Giao ngọc bội ra, nếu không, chết. Ánh mắt Nicolas Zem thách thức nhìn thẳng vào Tần Lâm như lời tuyên bố của thần chết, không thể nghi ngờ. Mặc dù Atlantis rất mạnh nhưng hoa hạ chúng tao cũng không phải dễ dãi, kẻ ngoại xâm sẽ phải chết. Tần Lâm lạnh lùng nhìn Nicolas Zem, hai người không ai nhường ai. Đất trên thiên hạ này đều là đất của vua, người trong thiên hạ này đều là người của vua. Trái đất rộng lớn này đều là của Atlantis chúng tao, cho dù là đại dương hay đất liền thì chúng mày mới là kẻ xâm lăng, chúng mày mới là sự tồn tại hạ đẳng. Atlantis chúng tao đã sống trên trái đất này từ lâu rồi, chúng tao mới là chủ nhân thật sự của trái đất này, là do sự biến đổi của thủy triều nên mới ảnh hưởng đến sự phát triển văn hóa của chúng tao thôi, chúng mày chỉ là nền văn minh sau mà thôi, loài người đều phải chết. Chúng mày có hai sự lựa chọn, một là trở thành nô lệ của nữ hoàng bệ hạ Atlantis, hai là cái chết. Vẻ mặt Nicolas Zem lạnh lùng, thậm chí còn tỏ vẻ khinh thường Tần Lâm và Tạ Hồng Mai, hai người chính là nô lệ, không khác đám kiến hôi là bao. Thật nực cười, Atlantis thì làm sao? Trái đất lớn như vậy mà chúng mày đòi khống chế hết sao? Tưởng mình là chủ nhân của trái đất thật à? Lại còn coi loài người là sinh vật bậc thấp, chúng mày mới ngu xuẩn đấy. Chúng mày không nên tồn tại trên trái đất này mà phải chết từ lâu rồi, những gì còn sót lại trong lịch sử mãi mãi chỉ là sự khinh thường, nếu chúng mày có bản lĩnh thì sao lại luôn trốn tránh dưới đáy biển chứ? Nếu chúng mày có năng lực thống nhất được cả trái đất thì còn phải tranh giành ngọc bội gì đó sao? Tần Lâm chế nhạo. Tao thấy mày chỉ mà một tên kiêu căng không tự tin thôi, Atlantis có lẽ đã từng huy hoàng, nhưng văn minh loài người đã không phải nền văn minh mà Atlantis chúng mày có thể làm chủ được đâu. Nếu chúng mày vẫn còn thoi thóp đến ngày hôm nay thì có lẽ vẫn miễn cưỡng sống tiếp được, nhưng nếu chúng mày không biết tự lượng sức mình, muốn chủ động ra tay thì chúng mày có thể sống bao lâu nữa? Văn minh trên trái đất bây giờ có mấy trăm quốc gia, mấy tỷ người, không còn giống trong tưởng tượng của chúng mày đâu, an phận không phát triển chính là điều nực cười nhất của chúng mày đó. Tao chẳng nhìn thấy chút huy hoàng nào của Atlantis trên người mày cả, tao chỉ thấy hai tên hề nhảy nhót mà thôi, chúng mày không xứng được đứng ở đây rồi. Cho dù là quá khứ hay tương lai thì chúng mày nên chấp nhận sự thật đi, lịch sử mãi mãi chỉ là lịch sử mà thôi, chúng mày dám đến trung tâm thành phố của con người không? Chúng mày dám bước ra khỏi đáy biển không? Chúng mày dám đối đầu trực tiếp với loài người không? Chúng mày không dám, chúng mày sợ hơi thở thoi thóp cuối cùng cũng bị loài người bóp chết, chúng mày sợ dân cư của Atlantis cũng sẽ bị loài người giết hại, vì sợ hãi nên mới liều lĩnh. Nụ cười của Tần Lâm khiến Nicolas Zem tức giận. Hận không thể giết Tần Lâm ngay lập tức. Không chỉ là Nicolas Zem mà công chúa điện hạ Atlantis Laliza cũng chau mày lại, mặc dù cô ta rất tức giận nhưng lời của Tần Lâm cũng không phải là vô lý, bây giờ bọn họ đã không có tư cách để tranh đoạt với văn minh loài người nữa rồi. Bây giờ bọn họ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, văn minh Atlantis thật sự chỉ còn thoi thóp, văn minh của loài người đã hoàn toàn chế ngự trái đất, còn bọn họ chỉ có thể chiếm một vùng đất nhỏ, chỉ có thể nuốt giận. Còn tưởng tượng nền văn minh vĩ đại đồ sộ của họ đã từng huy hoàng như thế nào, vậy mà bây giờ cảnh còn mà người mất. Loài người thật là đáng ghét, chẳng thèm nể mặt bọn họ gì cả, bị sỉ nhục như thế này khiến Laliza vừa tức giận vừa buồn bực. Nhưng bọn họ đang gánh trách nhiệm phục hưng nền văn minh Atlantis trên vai, cho nên cô ta mới xuất hiện ở đây, cho nên bọn họ mới phải chiến đấu. Xương của mày cũng cứng đó, mồm miệng cũng sắc sảo, nhưng tao khuyên mày đừng quá tự tin. Nếu không mày sẽ chết rất thảm đấy. Đợi đến lúc bọn tao thật sự ra tay thì mày nên biết, còn được sống là việc quá may mắn rồi. Laliza mỉm cười, nhưng Tần Lâm biết đây là lời cảnh báo cuối cùng, vì giây tiếp theo cô ta có thể ra tay bất cứ lúc nào với anh mà không hề nương tay. Có lẽ chúng mày không sai nhưng chúng tao lại càng không sai, sai ở chỗ hai nền văn minh đã động vào nhau, cuối cùng vẫn phải đổ máu, tao sẽ không đưa thứ mà chúng mày muốn, trừ khi bước qua được xác tao. Đây là danh dự của tao và cũng là quyết tâm bảo vệ tổ quốc của tao. Tần Lâm khẳng khái nói. Lúc này trong mắt Tạ Hồng Mai mới hiểu Tần Lâm vĩ đại như thế nào, thực lực của Tần Lâm rất mạnh, anh vẫn luôn là tấm gương mà cô kính nể. Nhưng điều khiến Tần Lâm thực sự vĩ đại là trái tim nhiệt huyết, kiên định vô bờ bến của mình, tình nguyện gánh vác nhiệm vụ của đất nước mà hy sinh cái tôi nhỏ bé của mình. Tần Lâm không phải là người của đội biệt kích, cũng không phải người nhà nước, nhưng lại kiên cường như vậy. Không hề sợ hãi,
cho dù có đối diện với Atlantis lớn mạnh, một nền văn minh thời đại trước mà vẫn tự tin, Tần đại sư có được thành tựu như ngày hôm nay cũng phải kể đến tính cách kiên cường bất khuất của anh. Mặc dù Tạ Hồng Mai biết không thể vơ đũa cả nắm được, nhưng dù thế nào cô cũng phải cùng Tần Lâm cùng ứng phó để bảo vệ Tổ quốc và nền văn minh nhân loại. Mặc dù năm đó Atlantis là chủ nhân của văn minh trái đất, nhưng bây giờ bọn họ đã không còn quyền thống trị, sự vùng dậy của nền văn minh khác cũng sẽ là sự kết thúc của nền văn minh trước đó, mặc dù bọn họ rất không cam tâm, nhưng không một ai có thể thay đổi sự thật này. Đồ ngu xuẩn, Lisa, xem ra chúng ta không cần phải dài dòng với chúng nữa, loại người này chỉ khi chết mới ngậm mồm vào được thôi. Nicholas Zem lạnh lùng nói. Ở Atlantis anh ta chỉ là đệ nhất dũng sĩ, nhưng nếu lần này anh ta có thể hoàn thành nhiệm vụ nữ hoàng bệ hạ giao, nếu có thể nhanh chóng chiến thắng nền văn minh loài người, lấy được vật tổ tận thế thì nền văn minh Atlantis của họ chắc chắn sẽ vực dậy một lần nữa. Đến lúc đó, anh ta sẽ là vua chinh phục cả thiên hạ, sẽ là đệ nhất đại công thần, uy danh nghìn đời, chỉ dưới một người trên vạn người. Đối với Nicholas Zem những điều này vô cùng quan trọng, đây là ước mơ cả đời của anh ta. Sinh ra tầm thường nên đây sẽ là một cơ hội để anh ta có thể cống hiến cho Atlantis trở thành một người hùng thật sự. Văn minh của con người rồi cũng sẽ biến mất thôi, Atlantis mới là chính thống, Maya đã từng tiên tri nền văn minh của bọn họ sẽ bị hủy diệt, chỉ có điều cũng chỉ là hoa sớm nở tối tàn mà thôi, cho dù có đấu tranh cũng vô dụng, hừ hừ. Hôm nay tao dũng sĩ số 1 Atlantis Nicholas Zem sẽ dạy mày phải khuất phục như thế nào. Nicholas Zem lạnh lùng nói. Nếu đã như vậy thì chiến thôi, để tao xem Atlantis có gì khác nào. Chúng mày tự xưng là nền văn minh gần thần nhất, có lợi hại như vậy thật không, hay chỉ là hư danh mà thôi. Tần Lâm cũng không thể chờ đợi nữa, Nicholas Zem nóng lòng muốn xông lên, ý chí chiến đấu trong ánh mắt dâng cao. Đừng làm tôi thất vọng. Laliza nhìn Nicholas Zem bình thản nói. Ánh mắt Nicholas Zem chợt lóe lên, càng kích động hơn. Người con gái anh ta yêu nhất đang ở bên cạnh, cho dù đánh cược cả tính mạng anh ta cũng tuyệt đối không để thua, nhất định phải đánh chết Tần Lâm, cướp được ngọc bội trong tay anh thì bọn họ mới vào cung điện băng Côn Luân được. Tần Lâm, cẩn thận, để tôi giúp cậu. Tạ Hồng Mai nghiêm túc, cô không thể để Tần Lâm chiến đấu một mình được. Cô lùi sang một bên trước đi, cô không phải là đối thủ của hắn đâu. Tần Lâm trầm giọng nói. Tên Nicholas Zem dũng sĩ số 1 Atlantis này chắc chắn mạnh hơn thiệt kiếm dị, cho nên trận đấu này sẽ vô cùng căng thẳng, có thể xưng là dũng sĩ số 1 Atlantis thì chắc chắn không phải hư danh. Nét mặt hai người đầy sát ý, nháy mắt đã cùng xông vào nhau. Tao muốn kiếm của mày. Nicholas Zem khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe lên, sau đó nắm chặt nắm đấm, trực tiếp lao về phía Tần Lâm, khí thế đáng sợ, không thể nào so với thiệt kiếm dị được. Ngay cả Tần Lam cũng cảm thấy kinh ngạc, anh nhanh chóng xông lên, bởi vì sợ rằng sẽ không áp chế được khí thế của Nicholas Zem. Phải nói rằng, cái gọi là chiến binh số 1 của Atlantis này đã thực sự khiến cho Tần Lâm bị sốc, sức mạnh của anh ta hoàn toàn xứng đáng với hai từ chiến binh. Nhưng Tần Lâm vẫn sẽ không nương tay, hai người cùng tấn công bằng nắm đấm, trận quyết chiến cuối cùng cũng đã được bắt đầu. Nicholas Zem cao hơn Tần Lâm một cái đầu. Lại đấm liên tục nên đã gây cho Tần Lâm áp lực rất lớn. Hai người giao đấu hơn 10 chiêu, cả hai đều ngang tài ngang sức, nhưng có vẻ Nicholas Zem tự tin hơn hẳn, bởi vì anh ta có lợi thế về chiều cao, sải tay lại cực dài, hai người càng lúc càng hăng, trận đấu ngày càng trở nên máu lửa. Ánh mắt của Nicholas Zem dần lộ ra một chút kinh ngạc, không ngờ loài người thấp kém này lại có sức chiến đấu như vậy, đúng là không tầm thường chút nào. Xem ra tao phải thể hiện rõ bản lĩnh thật sự của mình rồi, đừng ngoan cố làm gì nữa, mày sẽ không thể đánh bại tao được đâu, vinh quang của Atlantis sẽ luôn soi sáng cho bọn tao. Nicholas Zem gầm lên một tiếng, giơ nắm đấm dài, sau đó tiếp tục tiến lên, không ngừng tăng áp lực lên người Tần Lâm. Nhưng Tần Lâm cũng rất hưng phấn, cuộc chiến giữa hai người càng ngày càng gay cấn, Tạ Hồng Mai nhìn đầy kinh ngạc, Tần Đại Sư mà vẫn không thể làm khó được tên người Atlantis đó sao? Chẳng lẽ bọn họ thực sự sẽ thua ư? Không thể nào. Tạ Hồng Mai rất tin tưởng vào thực lực của Tần Đại Sư, anh tuyệt đối không thể dễ dàng ngã xuống như vậy được, tuyệt đối không. Ngay sau đó, Tần Lâm liền đối mặt với những đòn tấn công liên tiếp của Nicholas Zem mà không chút sợ hãi, anh hoàn toàn không quan tâm gì cả, anh dùng bạo lực để khống chế bạo lực,
trận chiến sinh tử giữa hai người khiến cho Tạ Hồng Mai thực sự sợ hãi. Ở phía bên kia, ngay cả Laliza cũng rất sốc, cô ta không ngờ loài người lại có thể chiến đấu với Nicolas James, chẳng phải Nicolas James chính là chiến binh số một của Atlantis hay sao? Thật đáng xấu hổ. Laliza cau mày, vinh quang của Atlantis là bất khả xâm phạm, nếu Nicolas James không thể đánh bại Tần Lâm một cách nhanh chóng thì cô ta sẽ ra tay. Đương nhiên, nếu cô ta ra tay thì đây chính là một sự sỉ nhục lớn đối với Nicolas James. Vậy nên Laliza mới không ra tay, bởi vì Nicolas James cảm thấy đủ tự tin nên mới có thể bình tĩnh như vậy, nếu như anh ta thua. Không, anh ta sẽ không thua, tuy Laliza không hề thích Nicolas James, nhưng thực lực của anh ta là điều không thể chối cãi. Khốn kiếp, xéo mau. Thái cực quyền của Tần Lâm hoàn toàn áp sát Nicolas James, cho dù nắm đấm của anh ta có tàn nhẫn, nhanh và dữ dội đến đâu thì vẫn bị Tần Lâm giải quyết một cách dễ dàng. Đương nhiên không có gì phải lo lắng cả, từ lưỡng bát thiên cân sao, tuy trông Tần Lâm có vẻ mềm mại hơn so với Nicolas James, nhưng trên thực tế đó lại là một chiêu thức để sử dụng, tên này nhất định mạnh hơn nhiều so với thiệt kiếm dị, vậy nên Tần Lâm mới thận trọng quyết chiến như vậy. Sao tứ lưỡng bát thiên cân, một câu nói trong thái cực quyền luận, ý chỉ dùng sức nhỏ đánh sức lớn. Nhưng đối với Nicolas James mà nói, nếu không giải quyết được Tần Lâm càng sớm càng tốt thì sẽ khiến công chúa không hài lòng, hơn nữa chẳng phải đã làm hủy đi danh hiệu chiến binh số 1 của Nicolas James ở Atlantis sao? Anh ta hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện này được. Vì vậy anh ta nhất định phải giết chết Tần Lâm, đoạt lấy miếng ngọc bội kia, để thể hiện sự tôn kính đối với công chúa Laliza. Hai người bọn họ đã có hôn ước từ lâu, cho nên đây chính là lời hứa của anh ta, chỉ có thể thành công, không thể nào thất bại. Tuyệt đối không cho phép xảy ra ngoại lệ. Trong trận chiến này, tên loài người kia chết chắc rồi. Mặt Nicolas James đanh lại, tràn đầy tức giận, sau đó tiếp tục đánh nhau với Tần Lâm, những cú đấm đáng sợ liên tục dội xuống để chiếm ưu thế. Nhưng Tần Lâm vẫn không hề lùi bước, anh cũng ngày càng trở nên dũng mãnh hơn, đặc biệt là sau khi trải qua trận chiến với thiệt kiếm dị, anh lại càng ngày càng cảm thấy thực lực của bản thân tiếp tục tăng lên, kinh nghiệm chiến đấu càng lúc càng dồi dào. Không hề có chút áp lực gì khi đối mặt với Nicolas James. Cả hai đều toát ra sát khí đáng sợ. Tần Lâm bước một cách vững vàng, bước chân của cả hai người đều cắm sâu vào lớp băng tuyết dưới chân, chiến đấu vô cùng dũng mãnh. Tần Lâm lấy bất biến ứng vạn biến, bởi vì chiêu thức của Nicolas James cũng không tệ chút nào, thực lực của anh ta mạnh hơn nhiều so với Tần Lâm tưởng tượng, sức mạnh của Nicolas James có khả năng đã đạt tới top đầu bảng hổ, thậm chí còn là cao thủ bảng rồng. Một trận chiến như vậy, đối với Tần Lâm mà nói cũng cần phải thận trọng. Nicolas James tấn công chưa được bao lâu thì đã tức giận hơn so với Tần Lâm, nếu như không thể hiện được trước mặt công chúa thì trận đấu này cũng trở nên vô nghĩa. Hơ! Một tiếng hét lớn vang lên, Nicolas James lập tức lao về phía Tần Lâm, nhưng Tần Lâm vẫn đứng bất động, đối mặt với kẻ địch mạnh nhưng anh lại bình tĩnh không chút hoảng sợ. Anh đã khai thông 6 đường kinh mạch, khiến cho khí huyết trong cơ thể cũng vô cùng thông suốt. Lúc này mới chính là sức mạnh của cao thủ lục mạch. Tần Lâm vô cùng thận trọng, sức chiến đấu không ngừng được nâng cao, trong trận chiến với thiệt kiếm dị lần trước, Tần Lâm đã tiêu hao rất nhiều thể lực, nhưng khả năng hồi phục của cao thủ lục mạch cũng khá nhanh, sau khi kinh mạch được khai thông thì cảm giác sức mạnh không ngừng dâng trào chính là điều mà Tần Lâm đắc ý nhất. Bịch, 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 từng cú đấm nặng nề giáng xuống, Tần Lâm bắt đầu phản đòn triệt để. Mặc dù cả hai tấn công lẫn nhau nhưng rõ ràng là Tần Lâm vẫn hơn một bước, đấm từng quyền cứng như thép xuống Nicolas James, ép anh ta phải lùi về sau, sắc mặt dần trở nên u ám, nhưng căn bản anh ta không sao đỡ nổi sự tấn công như vũ bão của Tần Lâm, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn anh ta sẽ thua. Nicolas James dường như cũng cảm nhận được mình bị áp chế, sức mạnh của Tần Lâm vượt quá xa tưởng tượng của anh ta, lúc này trận chiến giữa hai người càng trở nên vô cùng ác liệt. Thế nhưng Nicolas James vẫn không chịu thua kém, cho dù có bị thương thì cũng phải để lại dấu ấn trên người Tần Lâm. Nhưng lúc này Nicolas James đang dần bại trận, anh ta đã bị Tần Lâm ép đến vực sâu, xung quanh thung lũng băng tách giãn phủ đầy băng tuyết, lúc này bước chân của Nicolas James ngày càng trở nên khó khăn hơn, còn khí thế của Tần Lâm lại liên tục giáng xuống, cho dù có cao hơn Tần Lâm nửa cái đầu nhưng anh ta vẫn không hề có chút ưu thế nào, cuối cùng đã bị Tần Lâm đánh đến mức thở không ra hơi. Sức mạnh của liên hoàn quyền đánh xuống, liên tục áp chế để đẩy Nicolas James vào tình thế tuyệt vọng. Tần Lâm luôn hiểu rất rõ ưu thế sức mạnh của mình,
kinh mạch trong cơ thể càng khai thông nhiều thì khí huyết lưu thông càng nhanh, khả năng phối hợp và vận động của cơ thể có thể đạt đến mức kinh người. Vậy nên cao thủ huyết mạch mới chính là tiêu chí để đánh giá kẻ mạnh. Mỗi một lần kinh mạch được khai thông, lại là một sự chuyển hóa về chất, nếu có nhiều kinh mạch được khai thông hơn những người khác thì đương nhiên sẽ càng mạnh. Lực Bạt Sơn hề khí cái thế sao? Sao một câu nói trong điển tích, tạm dịch sức rời núi, khí trùm trời. Cú đấm nặng nề của Tần Lâm cuối cùng cũng khiến cho Nicholas James không thể chống cự được nữa, máu trào ra ngoài, anh ta bất giác lùi về phía sau, trong mắt giờ đây cũng chỉ hiện lên một tia kinh ngạc. Tần Lâm quá mạnh, lại còn trẻ như vậy, đúng là khiến cho Nicholas James không thể tưởng tượng được. Aghhhh, Nicholas James giống lên, lúc này lớp tuyết xung quanh bỗng rơi từng mảng từ rìa hẻm núi xuống, Tần Lâm chợt nhíu mày. Nếu tên não tàn này còn tiếp tục gầm lên như thế thì nhất định sẽ làm cho lớp tuyết này sập xuống mất, âm thanh vang vọng trong hang làm cho người ta đau cả đầu. Nicholas James nhân cơ hội, anh ta vươn tay trực tiếp nắm lấy cây quyền trượng đầu cá đen như mực, lập tức xông về phía Tần Lâm. Có thể chết dưới quyền trượng biển sâu của tao đã là tốt lắm rồi, chịu chết đi loài người nhỏ bé kia. Quyền trượng biển sâu vừa tròn vừa xù xì, đầu cá hung tợn dường như muốn nuốt chửng cả trời đất. Trên quyền trượng lại có hoa văn bao phủ dày đặc, trông tràn đầy chiến ý. Không ngờ mẹ thậm chí còn tặng anh ta quyền trượng biển sâu. Laliza hơi ngạc nhiên, quyền trượng biển sâu là một trong năm binh khí vĩ đại của Atlantis. Nó được làm từ sắt ngàn năm tuổi, sở hữu sức mạnh vô song có khả năng hủy diệt. Nó tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực, chắc chắn không phải là thứ mà người bình thường có thể dùng được. Hơn nữa, quyền trượng biển sâu còn nặng hơn 150 kg. Là thứ mà không phải ai cũng sử dụng được. Người bình thường có thể nâng được quyền trượng biển sâu thì đã là điều xa vời quá rồi. Nhưng rõ ràng người cao lớn và mạnh mẽ như Nicholas James đương nhiên có thể sử dụng được quyền trượng biển sâu này. Quyền trượng này vô cùng kỳ dị, nhìn thấy bóng đen không ngừng lên xuống trên không trung, Tần Lâm cũng bắt đầu có phòng bị. Cầm thất tinh long uyên trong tay, vụt qua vụt lại, không ngừng lao về phía trước. Đúng là Tần Lâm vẫn còn khá xem thường Nicholas James. Thực lực của anh ta rõ là yếu hơn Tần Lâm một chút, nhưng quyền trượng biển sâu đã làm cho sức mạnh của anh ta tăng lên kinh khủng. Tần Lâm cầm kiếm bay lên, ngay lúc hai người chạm trán nhau, Tần Lâm liền cảm nhận được sự đáng sợ toát ra từ quyền trượng biển sâu. Sức nặng 100 kg đè xuống, khí thế ngút trời, Tần Lâm chỉ có thể tránh được mũi nhọn của nó, kiếm chém qua lập tức phát ra tiếng động. Nhưng quyền trượng biển sâu trong tay Nicholas James càng lúc càng áp chế được kiếm của Tần Lâm, kiếm thế của thất tinh long uyên tuy mạnh nhưng không thể sánh được với quyền trượng dưới biển sâu của Nicholas James, thứ đó đúng là kinh khủng, mỗi lần vung xuống đều giống như tạo ra gánh nặng đè lên vai Tần Lâm. Tần Lâm liên tiếp bị ép phải lùi lại, gan bàn tay nứt ra, sắc mặt anh bỗng trở nên nghiêm trọng. Tên này đúng là không dễ đối phó. Trùng kiếm vô phong, đại xảo bất công sao? Sao kiếm không dựa vào sự sắc bén mà là cách người dùng sử dụng? Đối với Nicholas James mà nói thì quyền trượng biển sâu này chính là cảm giác đó. Hơn nữa, khi lần đầu cầm quyền trượng biển sâu, anh ta đã cảm thấy như thể nó được thiết kế riêng cho cơ thể của mình vậy. Nicholas James cơ bắp cuồn cuộn, thân hình cao hơn 2 mét, nặng hơn 150 kg, đó là sức mạnh mà không phải người bình thường nào cũng có thể đọ lại được. Nếu không phải đã khai thông 6 kinh mạch thì e là Tần Lâm đã thua rồi. Cầm quyền trượng biển sâu trong tay, Nicholas James lại có ưu thế hơn Tần Lâm một bậc, hệt như một tên khổng lồ nhỏ vậy, còn đáng sợ hơn nhiều so với những ngôi sao bóng rổ kia, quyền trượng biển sâu nằm trong tay anh ta giống hệt như cá gặp nước. Sức mạnh khủng khiếp thật, quyền trượng biển sâu thật sự quá kinh khủng. Tạ Hồng Mai che miệng lại, mỗi lần quyền trượng biển sâu giáng xuống thì Tạ Hồng Mai đều cảm thấy thót tim. Cô lo Tần Đại Sư sẽ bị đánh chết, bởi vì cây quyền trượng kia của anh ta thật sự rất kinh khủng. Suy cho cùng thì hình dạng của thất tinh long uyên không thể nào so với quyền trượng biển sâu được, tiếng kim loại va vào nhau kêu lên đinh tai nhức óc, ánh lửa phát ra liên tục chiếu vào mắt Tần Lâm, anh bị Nicholas James ép lùi về sau, cuộc chiến giữa hai người càng lúc càng trở nên gay cấn. Laliza càng lúc càng cảm thấy thú vị, thực lực của Nicholas James là không thể nghi ngờ. Lại cộng thêm quyền trượng biển sâu thì gần như là không có đối thủ. Tần Lâm né tránh hết lần này tới lần khác, mỗi lần quyền trượng biển sâu giáng xuống thì đều tạo ra trên mặt đất một lỗ thủng lớn, băng tuyết văng tung tóe, gió nổi đầy trời. Quyền trượng biển sâu đánh xuống, liên tục ép Tần Lâm lui về sau,
Thất Tinh Long Uyên căn bản không thể chịu được lực quán tính khổng lồ của quyền trượng biển sâu, mặc dù Tần Lâm rất mạnh, nhưng anh ta không phải là thần thánh, quyền trượng biển sâu không thể bị phá hủy, giống như Thất Tinh Long Uyên là có 102 vậy, hơn nữa, với sức mạnh và quán tính khủng khiếp đó thì Tần Lâm cũng chỉ có thể tránh đòn mà thôi. Máu không ngừng chảy ra từ gan bàn tay, Tần Lâm vẫn đang cầm Thất Tinh Long Uyên, hai tay không ngừng run rẩy nhưng vẫn không chịu buông ra. Lực va chạm lại khiến cho cánh tay của Tần Lâm càng thêm tê dại, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì e là anh sẽ thua mất. Ánh mắt Tần Lâm như điện xẹt, không hề chịu thua kém, anh vùng Thất Tinh Long Uyên lên, giống hệt như rồng xuất hiện vậy. Nếu đã không chiến đấu trực diện được thì đành phải tìm cách khác thôi, thử chơi bằng tốc độ xem thế nào. Tần Lâm có thể không mạnh bằng Nicolas James, nhưng anh sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ, tuyệt đối không thể để Nicolas James đạt được những gì anh ta muốn được. Kiếm của Tần Lâm càng ngày càng nhanh, lấy lùi làm tiến, đây mới là cơ hội lớn nhất của anh. Quyền trượng biển sâu nặng hơn 150 kg, hệt như núi Thái Sơn vậy, cho dù có hai Tần Lâm thì cũng không thể đỡ nổi. Tên Nicolas James này được mệnh danh là chiến binh số 1 của Atlantis, xem ra không phải khi không mà có. Tần Lâm biết rất rõ, nếu muốn thắng thì chỉ có thể dùng điểm mạnh của mình để tấn công khuyết điểm của người khác. Chỉ có cách này mới có thể làm suy yếu thực lực của Nicolas James đến mức tối đa nhất, cũng như có thể giúp cho anh tăng thêm thực lực. Tốc độ Tần Lâm khá ổn định, căn bản không thể chơi cứng cựa với Nicolas James được, cho dù có bị quyền trượng biển sâu đánh trúng thì Tần Lâm cũng chỉ có thể xoay người, từ lưỡng bát thiên cân, như vậy sẽ khiến cho Nicolas James trở nên vô cùng bị động, bước chân loạng choạng, suýt ngã xuống đất mấy lần. Tần Lâm đã làm mất đi quán tính của Nicolas James. Đương nhiên quyền trượng biển sâu cũng sẽ không phát huy được thực lực của nó, bây giờ có là một ngọn núi cũng không giúp được gì, vậy nên Tần Lâm mới càng có thể chiến đấu dũng mãnh hơn. Nếu thật sự phải chạm trán với Nicolas James đến cùng thì Tần Lâm nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Hơn nữa, tốc độ và hình thể của Tần Lâm linh hoạt hơn nhiều so với Nicolas James. Mau ra đây! Nicolas James vô cùng tức giận, mặt mày đanh lại, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ thua một vố đau mất. Nhưng tốc độ của Tần Lâm quá nhanh, ngay cả kiếm khí cũng vậy, cho dù ở nơi băng tuyết nhưng cũng không giúp được gì, ngay cả việc quay đầu lại cũng đã khiến anh ta bị thương nặng. Tần Lâm dùng Thất Tinh Long Uyên chém thẳng xuống vai Nicolas James, mặc dù Nicolas James vô cùng thận trọng nhưng vẫn khó tránh khỏi sự ngu ngốc này của mình, tuy không đến mức mất mạng, nhưng lại khiến cho sức mạnh của anh ta giảm đáng kể. Máu không ngừng chảy ra, Nicolas James như muốn nổi điên. Lúc này anh ta đã hoàn toàn bị Tần Lâm kéo vào cuộc chơi rồi. Hết lần này đến lần khác tức giận, hết lần này đến lần khác gầm lên trong vô ích, sự linh hoạt của Tần Lâm đều vượt quá tầm với của anh ta. Toi rồi, nếu cứ tiếp tục thì Nicolas James có thể sẽ bị đánh bại mất. Laliza nhíu mày, lẩm bẩm nói, lúc này Nicolas James đã hoàn toàn mất đi thế chủ động, mặc dù lần nào anh ta cũng có thể xoay chuyển tình thế, nhưng tiêu hao quá nhiều sức lực. Hơn nữa lại còn bị thương, đây hoàn toàn là một trò chơi của Tần Lâm, căn bản Tần Lâm không hề để cho anh ta có một cơ hội nào. Xem ra mình phải ra tay rồi. Khóe miệng Laliza hơi nhếch lên, ánh mắt lóe lên, lập tức lao về phía Tạ Hồng Mai. Sắc mặt Tạ Hồng Mai lập tức xa sầm, đối mặt với sự tấn công của Laliza cũng giống như đối mặt với kẻ địch, ánh mắt cô lập tức lóe lên, chiến ý dâng trào. Tuy nhiên, Tạ Hồng Mai vẫn đánh giá thấp thực lực của Laliza, ánh mắt cô ta như thiêu đốt, đẹp đến mức khiến cho người khác thở không thông, hai người giao chiến qua lại hơn 10 chiêu, Tạ Hồng Mai lúc này đã hoàn toàn rơi vào tay của Laliza, cô hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Chết tiệt! Tạ Hồng Mai cảm thấy lo lắng, cô biết Laliza muốn bắt mình để đe dọa Tần Lâm, chỉ có như vậy mới có thể cứu vãn được tình hình hiện tại. Laliza bóp chặt cổ Tạ Hồng Mai, khiến cho Tạ Hồng Mai không sao cử động được. Bây giờ nếu mày chịu nhận thua, thì có lẽ tao sẽ để cho cô ta một con đường sống. Giọng nói nhẹ như nước của Laliza vang lên bên tai Tần Lâm, anh lập tức nhíu mày, sắc mặt xa sầm xuống, tuy nhiên trong lúc mất cảnh giác thì anh đã bị Nicolas James dùng quyền trượng đánh xuống một phát, khiến cho hai chân tê dại lùi về sau. Mày đang chọc chó à? Tần Lâm nheo mắt nhìn Laliza. Mau giao ngọc bội ra đây, tao không thích lằng nhằng. Laliza rũ mắt. Yên lặng nhìn Tần Lâm. Tần Lâm nhìn chằm chằm vào Laliza, anh đã bỏ qua sự tồn tại của cô gái này, thực lực của cô ta cũng không thể xem thường, cho dù là Tạ Hồng Mai thì cũng không thể đấu quá 10 chiêu với cô ta, cô
cô gái này mới là người nắm quyền lớn nhất, công chúa, nữ hoàng tương lai của Atlantis. Tôi có thể thử xem. Ánh mắt Tần Lâm tối sầm lại, nhìn thẳng Laliza, bốn mắt đối diện, dường như đều vô cùng cố chấp, không ai có ý lùi bước. Tần đại sư, cậu mặc kệ chúng tôi, cái chết có thể nhẹ như lông hồng, cũng có khí nặng tựa Thái Sơn. Lãnh thổ của Hoa Hạ chúng ta tuyệt đối không thể để bất cứ kẻ nào chia cắt, dù phải chết, tôi cũng không bao giờ để bọn chúng đạt được, đừng giao đồ trong tay cậu cho bọn họ. Tôi chết không đáng tiếc, nhưng cậu không thể cúi đầu trước bọn họ, tuyệt đối không. Tạ Hồng Mai nói với giọng điệu vô cùng kiên định, là đội trưởng đội biệt kích, là đứa con Hoa Hạ, cô tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước kẻ địch. Xem ra, mày rất cứng đầu nhỉ, nhưng cái giá của cứng đầu, chính là chết. Laliza cũng không tức giận, liếc nhìn Tạ Hồng Mai, cười ha hả nói. Chỉ đáng tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp này, tiếc quá. Laliza nói, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Tao cho mày 3 giây suy nghĩ, 3, 2, 1. Xem ra mày không muốn để cô ta sống. Laliza bật cười chế nhạo, trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười sáng lạn, lộ ra vẻ quái dị cùng độc ác. Ngay khi Laliza định ra tay giết chết Tạ Hồng Mai, Tần Lâm lật tay, một cây châm bạc bắn ra, trong nháy mắt đâm thẳng vào lòng bàn tay Laliza. Đồng tử Laliza có rút lại, vẻ băng giá bao phủ gương mặt xinh đẹp, cô ta không ngờ Tần Lâm còn có thủ đoạn như vậy. Cô ta hô lên một tiếng kinh ngạc, Tạ Hồng Mai bắt đúng thời cơ cô ta thất thần, nhanh chóng lui lại, thoát khỏi sự khống chế của Laliza. Là đội trưởng của đội biệt kích Phi Hoàng, thực lực của Tạ Hồng Mai đã được mọi người công nhận, thời cơ như vậy chỉ diễn ra trong nháy mắt. Những cô ấy vẫn có thể nắm bắt chuẩn xác, thoát khỏi sự khống chế của Laliza. Đáng chết! Laliza chửi thầm một tiếng, nhưng Tạ Hồng Mai đã chạy thoát và tụ lại với Tần Lâm, hai người lấy lùi làm tiến, đối đầu với Laliza và Nicola James. Xem ra, suy nghĩ của mày không như ý rồi. Tần Lâm nhìn Laliza, cô ta siết chặt nắm đấm, một giọt máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống, trong mắt tràn đầy vẻ âm u. Tao chắc chắn sẽ giết mày, chắc chắn. Laliza vô cùng kiên định. Thế à, vậy tao cũng muốn xem, rốt cuộc hai đứa chúng mày có thể khiến tao cúi đầu nghe theo không? Tần Lâm cười nói. Mày vậy mà dám làm bị thương công chúa? Muốn chết à? Nicola James gầm lên một tiếng, nắm chặt quyền trượng biển sâu, lúc này anh ta đã tức giận tột độ, nhất định không thể để tên này thoát khỏi lòng bàn tay bọn họ. Vậy thì phải xem bản lãnh của mày rốt, một tên thua cuộc như mày. Nếu không có công chúa thì có lẽ là đã chết từ lâu rồi, giờ còn muốn đấu với tao. E là không dễ vậy đâu. Tần Lâm vô cùng tự tin nói, dù thắng hay thua, thì anh chắc chắn sẽ không cúi đầu. Hơn nữa, quan trọng nhất là, chút nữa rất có thể anh sẽ phải đối đầu với cả hai người bọn họ cùng lúc, mà Tạ Hồng Mai khó có thể giúp được anh, có thể bảo vệ bản thân an toàn chính là sự giúp đỡ lớn nhất rồi. Đồ cứng đầu, mày sẽ hối hận đến suốt đời vì quyết định của mày ngày hôm nay. Mày vốn dĩ có thể rời đi, nhưng lại lựa chọn đấu đến sống chết với chúng tao, mày đúng là không biết lượng sức mình. Công chúa, hai chúng ta liên thủ, chắc chắn sẽ giết được con chó này. Nicolas James nghiêm túc nói. Ra tay đi, không thể để cho anh ta bất kỳ cơ hội nào dù là nhỏ nhất. Laliza cũng đã quyết tâm, nhất định phải giết chết Tần Lâm, mới có thể hóa giải hận thù trong lòng. Được thôi, vậy tôi sẽ xem thử, ai mới có thể cười đến cuối. Tần Lâm cầm kiếm đứng dậy, một đấu với hai, chắn trước mặt Tạ Hồng Mai, bởi vì cô ấy lúc này hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ, vì thế mọi chuyện đều phụ thuộc vào anh. Con chuột ngạo mạn, đi chết đi. Ánh mắt Nicolas James sắc lạnh, dẫn đầu xông lên trước mặt Tần Lâm, tiếng leng keng va chạm vang lên, vô cùng chói tai. Mà lúc này, Laliza cũng theo ngay sau đó, rút một thanh kiếm dẻo vô cùng mềm mại từ eo ra. Ưỡn hẹo xông đến trước mặt Tần Lâm như một con rắn. Dưới sự hợp sức của cả hai, đã nhanh chóng áp chế Tần Lâm, ánh mắt Tần Lâm lóe sáng, rút kiếm ra, khí thế của thập tinh Long Uyên vô cùng mạnh mẽ, cho dù đối đầu với quyền trượng biển sâu vẫn không yếu thế, nhưng hai người bọn chúng hợp sức lại, sức mạnh vô cùng to lớn, khiến Tần Lâm gần như không thể cử động, khó thở trước sự đè nén của bọn chúng. Hai người bọn họ đều không phải là người tầm thường, sau nhiều lần chiến đấu ác liệt, Tần Lâm từng bước lui lại, dần lui đến rìa hẻm núi. Lúc này, trận chiến của ba người càng lúc càng kịch liệt, theo tiếng gầm của Nicolas James, quyền trượng biển sâu không ngừng giáng xuống, khiến trời đất rung chuyển.
Tần Lâm đã bị ép đến hẻm núi, đối mặt với sự truy kích không ngừng của hai người, Tần Lâm chỉ có thể vừa chiến đấu vừa rút lui, ít nhất phải đảm bảo an toàn cho bản thân, để không bị bọn chúng đánh bại. Tần Lâm bất động như núi, cố thủ xung quanh, lấy thủ làm công, không cho bọn chúng một chút cơ hội nào, nhưng từ đầu đến cuối luôn ở thế bị động phòng thủ, vì thế, Laliza và Nicola Zem càng nóng lòng hơn. Trận chiến vẫn tiếp diễn, tuyết không ngừng rơi, trong cơn bão tuyết, Tần Lâm chém gió gạt sóng, khí thế dũng mãnh, hai bên giao đấu với nhau luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Thân hình Laliza uyển chuyển, tốc độ cũng vô cùng nhanh. Tần Lâm có thể né tránh đòn tấn công của Nicola Zem, nhưng thế công kích như rắn của Laliza, quả thật khiến Tần Lâm vô cùng đau đầu. Trên người anh bây giờ đã bị chém vô số vết thương, đối mặt với hai kẻ địch mạnh, Tần Lâm vung kiếm lên, thất tinh long uyên khí thế nhưng rồng như hổ, vô cùng dũng mãnh, nhưng Tần Lâm trước sau đều có địch, muốn kiến chỉ là chuyện vô cùng khó. Bước chân trống rỗng, Tần Lâm nhìn hai bức tường băng sau lưng, trong lòng vô cùng ảm đạm. Đây chính là thung lũng mà lúc trước bọn họ muốn vào, nhưng hiện giờ cơn bão ngày càng lớn, anh cũng chỉ có thể bị động rút lui, nhìn thấy Tạ Hồng Mai đang vô cùng sợ hãi, nhưng bản thân Tần Lâm lại không thể làm gì được. Thực lực của Tần Lâm một lần nữa làm mới nhận thức của Tạ Hồng Mai. Tần Đại Sư rất mạnh, đây là điều không cần nghi ngờ, đối mặt với hai kẻ địch có thực lực không kém cạnh cao thủ bảng rồng hạng 3, anh vẫn có thể giữ bình tĩnh, đã là chuyện không dễ dàng rồi. Cho dù là Nicolas Zem dũng mãnh bá đạo, hay là Laliza nhanh nhẹn linh hoạt, Tần Lâm đều có thể xoay chuyển giữa hai người họ, chiến đấu qua lại, người bình thường không thể làm được như vậy. Quan trọng nhất là, hai người này là người của Atlantis, nền văn minh của bọn họ được cho rằng là đã tiệm cận với nền văn minh của thần, cho dù là khoa học kỹ thuật hay là thân thể đều mạnh mẽ ở một tầm cao khác. Chỉ cần nhìn vào Nicolas Zem là đủ biết. Tên này chắc chắn là một nhân vật có thể so sánh với Trương Phi và Triệu Vân thời cổ đại. Trận chiến điên cuồng, lúc tiến lúc lui, nhưng đồng thời, càng khiến người khác kinh ngạc hơn, tất nhiên là Tần Đại Sư. Mặc dù anh vô cùng bị động, nhưng trận chiến vẫn luôn ở thế bế tắc, không ai chiếm phần hơn, cứ tiếp tục như thế, e là sẽ rơi vào kết cục hai bên đều thua. Lúc này, mặc dù Tần Lâm đã cố gắng hết sức để phản công, nhưng một nhanh một chậm, đã hoàn toàn kiềm chế anh. Khiến Tần Lâm không khỏi kêu khổ. Cứ tiếp tục như thế sẽ chỉ làm hai bên đều bị thương, Tần Lâm muốn tìm cơ hội để ngăn chặn đối phương, nhưng khó như lên trời. Trận chiến ba người càng lúc càng kịch liệt, mà lúc này sự chấn động và âm thanh vang vọng cũng mỗi lúc một lớn, âm thanh gầm thét thê lương, Tần Lâm đột nhiên cảm nhận được một tiếng chấn động vô cùng lớn. Mặt đất rung chuyển, Tần Lâm ngẩng đầu nhìn, lớp tuyết trắng xóa đang lăn xuống từ núi cao với tốc độ chóng mặt. Băng tuyết khổng lồ như từ trên trời rơi xuống, khiến đồng tử anh co rút lại. Một trận tuyết lở. Sợ gì cái đó đến? Trên núi băng Côn Luân, điều đáng sợ nhất chính là lở tuyết, sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên không phải là thứ mà con người có thể địch lại được. Một khi xảy ra tuyết lở, lớp tuyết sẽ lăn từ trên núi cao xuống với khí thế kinh hoàng, quét sạch từng ngọn cỏ, đừng nói đến bọn họ, ngay cả đá băng ngàn năm cũng sẽ bị chấn động, hủy diệt toàn bộ sự sống. Lở tuyết chính là một trận thảm họa khó đoán được trước. Rầm rầm rầm, tiếng gầm inh tai nát óc, theo đó là tiếng lớp tuyết dày đặc lăn xuống từ đỉnh núi, trời đất dường như rơi vào một mảnh yên lặng, không chỉ Tần Lâm, cả Nicolas, Zem và Laliza đều sững sờ. Lúc này, làm gì có ai còn tâm trạng chiến đấu nữa chứ, không chết là may rồi. Đây là, gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Laliza vẫn luôn lạnh lùng. Nhưng trời đất rung chuyển khiến cô cũng cảm nhận được mùi nguy hiểm, đối mặt với mẹ thiên nhiên, con người luôn luôn rất nhỏ bé, cho dù là văn minh loài người hay văn minh Atlantis. Người sinh ra từ biển cả như bọn họ tất nhiên không biết đến lở tuyết, trong lòng tràn đầy phiền muộn cùng nghi ngờ. Nhưng lúc này, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Tần Lâm nhíu mày, chắc chắn là do Nicolas Zem gầm to quá, tiếng gầm inh tai chấn động trời đất, cộng thêm tiếng cuồng nộ của quyền trượng biển sâu. Sao có thể không dẫn đến lở tuyết được chứ? Tạ Hồng Mai đứng bên cạnh cũng sững sờ tại chỗ, trong lòng vô cùng sợ hãi, trận chiến ác liệt này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi, không ai ngoại lệ. Tốc độ tuyết lở vô cùng nhanh, núi cao hàng nghìn mét trong nháy mắt đã lăn xuống sườn núi, trông có vẻ rất xa, nhưng trong vài giây nữa thôi, tất cả nơi này sẽ bị băng tuyết bao phủ, tất cả mọi thứ sẽ bị băng tuyết cuốn đi. Lở tuyết không xảy ra trong chốc lát, trời băng đất tuyết. Quanh năm không tan, nhưng tuyết lại là thứ rất nhẹ,
khi nó tích tụ lại, sẽ xảy ra một số chấn động, lúc nào cũng có thể dẫn đến lở tuyết. Băng tuyết xinh đẹp mềm mại, lúc này lại hóa thành ác quỷ địa ngục, giống như một con rồng khổng lồ, há cái miệng lớn đầy máu muốn nuốt chửng bọn họ. Ông trời luôn công bằng, loài người mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng luôn có thiên nhiên kiềm chế, không ai có thể đánh bại trước sức mạnh của thiên nhiên. Lũ lụt, sóng thần, lở tuyết, núi lửa phun trào đều là thứ con người không thể kiểm soát, trước sức mạnh to lớn kinh người đó, bất cứ ai cũng đều trở nên nhỏ bé. Rầm rầm rầm, âm thanh lở tuyết mỗi lúc một lớn, vang vọng cả bầu trời, gần như chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, khiến người ta khó thể tưởng tượng. Là lở tuyết, Hồng Mai, mau chạy thôi. Tần Lâm tức giận hét lên một tiếng, nhanh chóng chạy về hướng thung lũng, chỉ dưới thung lũng mới là nơi trú ẩn an toàn duy nhất của bọn họ. Nếu bỏ lỡ thì bọn họ căn bản không còn cơ hội sống sót, bởi vì bọn họ hiện giờ đang ở lưng chừng núi, muốn chạy xuống là điều gần như không có khả năng. Lở tuyết, đáng sợ quá, có lẽ còn đáng sợ hơn cả sóng thần. Laliza lẩm bẩm, cũng nhanh chóng chạy xuống thung lũng với Nicholas James. Đưa tay cho tôi. Tần Lâm gầm nhẹ, nhưng bóng dáng của Tạ Hồng Mai cách bọn họ quá xa, Tạ Hồng Mai chạy về phía Tần Lâm vẫn luôn đợi cô ấy. Dù thế nào thì bọn họ cũng là đồng đội, anh tuyệt đối không thể bỏ lại Tạ Hồng Mai. 1.000m, 800m, 500m, 200m, 50m. Nhìn thấy lở tuyết đang cận kề, Tạ Hồng Mai chạy thẳng xuống thung lũng, ánh mắt Tần Lâm tràn đầy kinh hãi, nhanh chóng bắt lấy tay cô ấy. Lúc này, lở tuyết đã ập đến, đôi mắt Tạ Hồng Mai tràn đầy tuyệt vọng. Bão tuyết lan rộng, quét qua mọi nơi, lở tuyết cũng sắp ập đến. Mà lúc này, mặc dù Tạ Hồng Mai đang chạy về phía thung lũng, nhưng đã muộn rồi, bởi vì lở tuyết đã ập đến trong chốc lát. Tần Lâm cố gắng hết sức nhảy xuống, nắm chặt lấy tay Tạ Hồng Mai, một tay khác của anh đập mạnh cắm chặt vào bức tường băng, máu tươi chảy đầm đìa. Rầm rầm rầm, lở tuyết vẫn tiếp diễn, qua 2 phút, lớp tuyết tích tụ trên núi mới lăn xuống chân núi. Bão tuyết lúc này cũng đã ngừng lại, khoảnh khắc ấy, cả trời đất như rơi vào một mảng âm u. Không gian tĩnh lặng, bão tuyết cũng dừng, tuyết lăn xuống từ đỉnh núi, âm thanh vô cùng yên ắng. Trong thung lũng cũng bị bao phủ bởi tuyết, trong trận lở tuyết, không chỉ có tuyết mà còn có vô số khối băng cùng đất đá lăn xuống, vì thế mới mang một lực xung kích khổng lồ, tạo thành lở tuyết. Lúc này, Tần Lâm đang treo leo trên vách đá, một tay bám chặt vào tảng đá, tay kia ôm chặt Tạ Hồng Mai, máu tươi nhỏ xuống mặt Tạ Hồng Mai, khiến cô ấy đột nhiên tỉnh lại, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Cô giờ mới ý thức được mình chưa chết, mà đang được Tần Đại Sư ôm chặt, niềm hy vọng sống sót cuối cùng, cả hai bọn họ đều sống sót. Tần Đại Sư, cậu! Nhìn thấy tay Tần Lâm đáng cắm sâu vào tường đá, máu chảy đầm đìa, cảnh tượng chấn động này khiến Tạ Hồng Mai vô cùng cảm động. Tần Đại Sư vì cứu cô mà suýt nữa đã mất mạng, rõ ràng anh ấy có thể chạy thoát. Thế nhưng, giây phút cuối cùng vẫn không vứt bỏ cô, nếu anh tự mình rời đi, thì có lẽ trên thế gian này sẽ không còn Tạ Hồng Mai nữa. Cẩn thận nhảy xuống dưới, đừng để rơi vào tuyết. Tần Lâm liếc nhìn Tạ Hồng Mai. Tạ Hồng Mai gật đầu, ánh mắt nóng bỏng, nếu đã được sống, thì cô phải sống cho huy hoàng. Tần Đại Sư đã dùng tính mạng để cứu cô, Tạ Hồng Mai cô càng nên trân trọng nó hơn. Ở độ cao 10 mấy mét, Tạ Hồng Mai nhảy xuống bãi đất trống dưới thung lũng, sức mạnh to lớn khiến xung quanh chấn động một lần nữa. Vô số tuyết cũng rơi xuống, khiến Tạ Hồng Mai sợ hãi, sợ lở tuyết sẽ lại xảy ra, may mắn một lần không có nghĩ là lần nào cũng may mắn như vậy. Tần Lâm cũng tung người nhảy xuống, thân hình nhẹ như chim én, rơi xuống bên cạnh Tạ Hồng Mai, nhìn đôi tay máu thịt lẫn lộn của Tần Lâm, Tạ Hồng Mai cảm thấy vô cùng đau lòng. Để tôi băng bó cho cậu. Trong lòng cô bây giờ cảm xúc lẫn lộn, nhanh chóng lấy khăn tay trong túi ra, băng bó cho Tần Lâm. Xin lỗi. Tần Đại Sư, đều do tôi hại cậu. Tạ Hồng Mai vẫn cảm thấy vô cùng hổn hẹn. Đừng nói những lời như vậy, chúng ta đều là đồng đội. Tần Lâm vỗ vai Tạ Hồng Mai, đôi mắt cô ấy đỏ hoe, nặng nề gật đầu. Đi qua đó xem trước đi. Tần Lâm nhìn rồi nói, địa hình nơi này đã bị trận lở tuyết thay đổi, nhưng cung điện băng Côn Luân vẫn ở trong thung lũng này. Dưới thung lũng, một phần lớn nơi này bị tuyết vùi lấp, nhưng ít nhất ở những kẽ nứt vẫn còn có đường đi. Tần Lâm và Tạ Hồng Mai cẩn thận bước lên, trận lở tuyết đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho bọn họ,
bọn họ phải cẩn thận hơn. Không biết hai người Atlantis có còn sống không? Tạ Hồng Mai trầm giọng nói nhỏ. Hai kẻ đó, không biết có may mắn như chúng ta không nữa. Tần Lâm nhún vai, lạnh nhạt nói. Đi khoảng nửa giờ đồng hồ, đồng tử Tần Lâm không khỏi co rút lại, anh nhìn thấy một cánh cổng vô cùng lớn dưới bức tường đá, cao khoảng mấy chục mét, tuy rằng hai bên không đối xứng cho lắm, nhưng chắc chắn là một cánh cổng hình vòm. Dưới cánh cổng, anh nhìn thấy Laliza và Nicolas James. Không ngờ, hai người vẫn còn sống. Laliza híp mắt, lạnh lùng nói, như cười như không nhìn Tần Lâm. Mày vẫn sống nhăn răng, thì sao tao có thể chết được? Chúng ta như nhau cả thôi. Tần Lâm cười nói. Muốn chết à? Nicolas James tức giận nhìn Tần Lâm. Mày có thể thử, vừa rồi tao vẫn chưa gây mê đâu. Tần Lâm chẳng thèm để ý, vì lúc này, anh đã thấy cánh tay của Laliza hình như đã bị gãy. Người khác có thể không biết, nhưng Tần Lâm là ai chứ? Anh chính là thần y, liếc qua là biết chi tiết mọi chuyện. Cánh tay bị gãy, sức chiến đấu của Laliza chắc chắn sẽ mất đi rất nhiều. Dù liên thủ với Nicolas thì cũng không phải là đối thủ của anh. Vậy được, tao sẽ đấu với mày một trận. Nicolas James tức giận nói. Câm mồm, hét to như vậy làm gì? Laliza nhíu mày, trận lở tuyết vừa rồi có lẽ phần lớn là do Nicolas James, nếu không có anh ta thì có lẽ sẽ không xảy ra lở tuyết. Sắc mặt Nicolas James cũng khẽ thay đổi, bịt chặt miệng lại, dường như cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Trận lở tuyết vừa rồi thực sự rất kinh hoàng, nếu không có nó thì công chúa sẽ không bị gãy tay. Sao, không dám à? Tự xưng là chiến binh số 1 Atlantis xem ra cũng chỉ như vậy mà thôi. Tần Lâm cười chế nhạo. Mày! Nicolas James không cam tâm nói. Laliza vung tay, kéo Nicolas James lại. Mày muốn đánh thắng hai người chúng tao không dễ dàng vậy đâu, tất nhiên, bọn tao muốn giết mày cũng không đơn giản. Vì thế, sao chúng ta không hợp tác với nhau nhỉ? Nhân lực có hạn, nhưng ở đây mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, mày thấy sao? Laliza nghiêm túc nói. Trái tim Tần Lâm trùng xuống, những gì Laliza nói đều là sự thật, bọn họ muốn giết nhau là điều không dễ dàng, nhất là sau trận lở tuyết, Laliza đã bị thương, sao bọn họ không thử chứ? Nếu hai bên tiếp tục đấu nhau, rất có thể sẽ rơi vào kết cục hai bên thương vong. Trong tay tao cũng có một miếng ngọc bội, hai miếng ngọc bội của chúng ta kết hợp lại sẽ có thể mở cung điện băng, vì sao không thử một lần chứ? Laliza nhìn ra, Tần Lâm đang do dự, lúc này phải nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, mục đích của bọn họ chính là để tìm được vật tổ tận thế, hiện giờ vẫn chưa tìm thấy mà đã đấu sống đấu chết với Tần Lâm, quả thật không nên. Mày cũng có một miếng ngọc bội. Sắc mặt Tần Lâm khẽ thay đổi, bố anh đã nói. Người nắm giữ ngọc bội còn lại chắc chắn cũng sẽ đến núi Côn Luân, xem ra bố anh đúng là liệu sự như thần. Xem ra, hai chúng ta đúng là không hợp tác không được rồi, ha ha ha. Tần Lâm cười nhạt nói, nhưng mọi người đều là hồ ly ngàn năm, không ai dễ dàng nhận thua như vậy. Laliza và Nicolas James gánh trên vai trọng trách của nền văn minh Atlantis, còn Tần Lâm cũng cố gắng tiếp nối chí hướng của bố, bảo vệ văn minh loài người. Tần Đại Sư, chúng ta phải hợp tác với bọn chúng thật à? Tạ Hồng Mai hơi do dự nhìn Tần Lâm, nhưng Tần Đại Sư làm như vậy, có lẽ là có lý do riêng. Trong thời điểm đặc biệt, chúng ta phải làm những việc đặc biệt, so với việc chiến đấu ta sống người chết, thì không bằng tìm được đồ trước rồi nói tiếp. Đến lúc đó, ai muốn giành được đồ vật thì phải dựa vào bản lãnh người đó rồi. Laliza mỉm cười ngọt ngào, vô cùng bình tĩnh, giống như một cô thiếu nữ ngây thơ trong sáng. Nhưng cô ta lại tàn nhẫn đến mức ngay cả Tạ Hồng Mai cũng không sánh bằng. Được, vậy chúng ta hợp tác mở cung điện băng Côn Luân, xem thử có phải là thứ đồ các người muốn không? Tần Lâm nói, lúc này, hai người đều lấy miếng ngọc bội trong tay ra, hai mắt nhìn nhau, từng bước đi đến cánh cổng lớn trước mặt. Trên cánh cổng, quả thực có hai chỗ lõm xuống, trùng khớp với hai miếng ngọc bội. Sau khi Tần Lâm và Laliza đặt miếng ngọc bội vào, cánh cổng lớn đang đóng chặt bỗng chốc bắt đầu kêu lên rầm rầm rồi từ từ mở ra. Cánh cổng to lớn từ từ mở ra, biểu cảm của Tần Lâm cũng trở nên nghiêm túc, cung điện băng Côn Luân trong lời đồn chính là nơi này sao? Tuyết đọng quanh năm, tích tụ theo năm tháng, nơi núi cao hẻm sâu lại có một cung điện băng tinh xảo như vậy, quả thật khiến người khác chấn động. Hơn nữa còn ở trong thung lũng sâu vô cùng hiểm trở thần bí,
cung điện băng này quả đúng là kỳ tích. Cung điện băng này còn có trước nền văn minh Maya và Atlantis, chứng tỏ nó có ít nhất 5.000 năm tuổi. Sông băng Côn Luân, luôn được mệnh danh là nơi hiểm trở nhất, rất ít người dám đặt chân đến đây. Sống ở đây quả thật không phải là chuyện dễ dàng, cho dù sông băng đổi hướng hay vỏ trái đất biến động, đều có thể nghiền nát nơi này. Cánh cổng cao lớn đến mức máy bay cũng có thể bay vào, cánh cổng lớn như vậy thật là khiến người ta choáng váng. Mở rồi, mở rồi. Nicolas James vô cùng kích động nói, nhìn sang Laliza, ánh mắt hai người đều hiện lên vẻ kích động, cung điện băng mà bọn họ luôn chờ đợi cuối cùng đã xuất hiện rồi. Trong cung điện băng Côn Luân ẩn chứa niềm hy vọng phục hưng Atlantis bọn họ, giúp bọn họ thống trị lại thế giới, một lần nữa biến vùng đất này rơi vào quyền kiểm soát của bọn họ. Đây chính là nhiệm vụ mà mẹ giao cho, tìm được vật tổ tận thế. Cung điện băng Côn Luân ẩn chứa vật tổ tận thế, là chìa khóa quan trọng thay đổi thế giới. Sự trỗi dậy và lụi tàn của một nền văn minh, nằm hết tại đây. Chúng ta đi. Laliza trầm giọng nói, hai người nhanh chóng tiến vào trong cung điện băng. Tần Lâm liếc nhìn Tạ Hồng Mai, hai người cũng không do dự nhanh chóng theo sau tiến vào trong, lỡ để bảo bối bị bọn họ chiếm mất thì bọn họ đến đây vô ích rồi. Vừa bước vào trong cung điện băng, thứ đập vào mắt bọn họ là một hàng lang dài hẹp, nơi đây còn lạnh hơn bên ngoài. Hành lang dài khoảng hơn 20 mét, uốn lượn quanh co xuống dưới, cũng có thể nói, cung điện băng này không phải dưới thung lũng mà là ở trong ngọn núi lớn này mới là cung điện băng thật sự. Đi hết hành lang, một cung điện băng khổng lồ hiện ra trước mắt bọn họ. Mênh mông rộng lớn, nhưng lại có thể nhìn thấy đường nét của chúng, vô vàn không thấy điểm cuối, hai bên là bức tường cao nghìn mét khiến người ta cảm thán. Trong cung điện băng này có vô số phòng ốc, thứ gì cũng có. Cung điện băng cao ngất ngường, nhưng bên trên lại rỗng tuếch, trông như một tòa thành thu nhỏ. Hai bên tòa thành nhỏ là những hẻm núi, vực thẳm không đáy, đen ngòm, nhìn không thấy gì. Nhưng trong cung điện băng Côn Luân này lại luôn phát ra ánh sáng trắng, chiếu rọi toàn bộ tòa thành. Quá kinh ngạc! Đây đúng là đôi tay thần kỳ, trong lòng Tần Lâm dâng tràn cảm xúc, không khỏi cảm thán, một cung điện băng nguy nga dưới lòng đất như thế, hùng vĩ quá đi! Cung điện băng cũng như cái tên của nó, tất cả được tạo thành từ băng, nhưng bạn căn bản không thể nhìn thấy dấu vết cắt khép thi công, giống như là do tự nhiên tạo thành vậy. Nơi đây quả quá kinh ngạc. Tần Đại Sư, tôi chưa bao giờ thấy cung điện nào kinh khủng như thế, nơi này do ai xây dựng nên vậy? Là do nền văn minh tiền sử sao? Ánh mắt Tạ Hồng Mai ngưng trọng, nhìn chằm chằm cảnh trước mặt, tâm hồn cô ấy đã hoàn toàn chấn động. Trong cung điện băng này lóe sáng, có đèn à? Tạ Hồng Mai hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Ngạc nhiên đến thế sao, đây chỉ là một kiến trúc bình thường được xây dựng dưới núi băng mà thôi, có gì phi thường chứ, người Atlantis chúng tao xây dựng dưới biển kia, đó mới là khéo léo thật sự. Nicolas James cười chế nhạo, hai tên loài người này đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Im mồm. Laliza trừng mắt với Nicolas James, sau đó anh ta mới gật đầu không nói nữa. Đây là cung điện băng Côn Luân mà người Atlantis luôn tìm kiếm, làm sao nó có thể bình thường được chứ? Ít nhất thì cũng không tệ hơn họ. Nếu tôi đoán không nhầm, đây có lẽ cùng thời với nền văn minh Atlantis và nền văn minh Maya, hoặc, thậm chí còn lâu đời hơn. Tần Lâm trầm giọng nói. Đèn rất phổ biến với chúng ta. Nền văn minh của họ bí ẩn hơn chúng ta. Có thể giữ lại những ánh đèn này cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Mày cũng thông minh đấy. Nơi đây đúng là được xây dựng bởi tổ tiên Atlantis của chúng tao. Đây không phải là nơi mà loài người kém cỏi có thể đến. Nicolas James cao cao tại thượng nói. Không có tao, mày đến bằng niềm tin à. Do người Atlantis chúng mày xây dựng nên, đúng là không biết xấu hổ, vậy sao bây giờ bọn mày lại kém cỏi như vậy? Mày không thể làm gì nên hồn, chỉ có chém gió là giỏi, chiến binh số 1 Atlantis nhưng không đánh lại được cao thủ hạng 3 của văn minh nhân loại. Đúng thế, tao chính là cao thủ hạng ba mà mày không thể đánh bại, nhìn cái gì mà nhìn, đến cắn tao đi. Tần Lâm giễu cợt nói, Nicolas James tức đến mức muốn xông lên, hai mắt tóe ra lửa. Con thỏ nhỏ, hổ không ra oai mà mày nghĩ là Hello Kitty à, loại người như mày nếu mà ở hoa hạ chúng tao thì suốt ngày bị ăn đánh. Tạ Hồng Mai trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, không ngờ Tần Đại Sư lúc mắng chửi người lại đẹp trai như vậy, không chút do dự. Tên ngốc kia bị Tần Đại Sư chửi cho mặt mũi đổ bừng.
mồm mép sắc biến thì sao được coi là anh hùng hảo hán, hiện tại còn chưa tìm được đồ, chúng ta vào cung điện băng trước rồi nói. Laliza nhẹ nhàng nói, như thể với Chin Jun, và như thể với Trang Nicholas. Hừ, Nicholas rêm hừ lạnh, vẻ mặt u ám, không nói gì nữa, khi mọi người tới vách núi, phía dưới có vực sâu, cung điện băng Côn Luân ở trước mặt còn cách bọn họ hơn 50 mét nữa, Tạ Hồng Mai gần như không thể nhảy qua nơi này, ngay cả Tần Lâm cũng phải cố gắng hết sức mới có thể nhảy qua vách đá. Sẵn sàng, Laliza trầm giọng nói, ba bước hai bước liền nhảy lên, bay qua vách núi hơn 50 mét, dù vậy, khuôn mặt cô ta vẫn đỏ bừng, khuôn mặt Tạ Hồng Mai cũng đỏ lên, cô, không thể nhảy qua. Sau đó Nicholas Zem cũng nhảy qua, tốc độ và sức mạnh của anh ta rất lớn, nhảy lên, và cuối cùng rơi xuống mép vách đá, khiến khu vực xung quanh tan vỡ. Nơi gần nhất là 50 mét, và bây giờ, nó đã gần 70 mét. Nicholas Zem nhanh chóng rời khỏi nơi đó, những mảnh gạch vụn đổ ập xuống, lúc này khuôn mặt của anh ta trở nên rất giảo hoạt, anh ta nhìn lại và mỉm cười, trong đôi mắt đầy vẻ âm nhu và thách thức. Ở khoảng cách hơn 20 mét, tất cả đều sập xuống vì cú nhảy của anh ta, đá núi băng liên tục rơi xuống vách núi, không có chút tiếng vang vọng nào lại. Rõ ràng vực này sâu không thấy đáy. Xin lỗi, tao đã lỡ dẫm nứt rồi, bọn mày tự cầu phúc đi nhé. Nicholas Zem cười nói, Laliza và Nicholas Zem nhìn nhau, nở nụ cười lạnh lùng, hai bọn họ kết hợp nhảy qua khoảng cách 70 mét này cũng không quá khó. Nhưng nếu chỉ có một người thì gần như không thể nhảy qua một nơi xa như vậy, hơn nữa với thực lực của Tạ Hồng Mai, căn bản không đủ để giúp Tần Lâm nhảy ra vực sâu 70 mét này. Tên khốn kiếp này chắc chắn là cố ý. Tạ Hồng Mai trừng mắt nhìn hai người, nhưng họ đã quay đầu lại và đi thẳng đến cung điện băng Côn Luân. Tần Lâm đôi mắt hơi híp lại, sát ý bùng lên, tên khốn này rõ ràng là muốn chém đứt đường lui của bọn họ. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Hình như không qua được rồi. Ánh mắt Tạ Hồng Mai ánh lên vẻ tức giận, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, hai bên hẻm núi vốn chỉ khoảng 50 mét, nhưng bây giờ đã thành hơn 70 mét, tức là rộng hơn một nửa so với ban đầu, ngay cả Tần Đại Sư cũng có lẽ không nhảy qua được. Tên khốn Atlantis này, chính là muốn chặt đứt đường lui của bọn họ. Không thử thì sao biết không được chứ? Tần Lâm cười nhẹ, hai mắt lóe lên, chuẩn bị nhảy qua. Nhưng có lẽ tôi không thể dẫn cô qua được, cô ở đây đợi tôi. Được, Tần Đại Sư, cậu phải cẩn thận, hai người bọn chúng không phải kẻ tầm thường. Tạ Hồng Mai mặc dù lo lắng, nhưng hiện tại cô không thể làm gì được, cho dù mình Tần Lâm muốn vượt qua cũng rất khó khăn. Hẻm núi rộng như vậy, Tần Đại Sư, cậu có nắm chắc không? Tôi không biết, nhưng tôi phải thử rồi mới biết. Tần Lâm nói, quả thật anh không nắm chắc. Nếu không đả thông được 6 kinh mạch thì chắc chắn anh cũng không dám thử. Khoảng cách 50 mét ban đầu vừa vặn với anh, nhưng bây giờ đã hơn 70 mét, mọi chuyện đã khác, quan trọng nhất là chỉ có một cơ hội, nếu thất bại, Tần Lâm sẽ xong đời, ngã vào trong vực sâu thăm thẳm, đến lúc đó ngay cả thần tiên cũng không thể cứu được anh. Anh không còn lựa chọn nào khác, anh phải tiếp tục tiếp lên, và anh nhất định không thể để người Atlantis lấy được vật tổ tận thế. Đó sẽ là một thảm họa cho toàn bộ nền văn minh nhân loại. Tần Lâm hít sâu một hơi, lúc này, Laliza cùng Nicholas Zem đã đi vào cung điện băng rồi. Không kịp nữa. Tần Tuấn phải nhanh chóng xông qua, vực sâu rộng hơn 70 mét quả thật khiến người khác khiếp sợ. Tần Lâm tập trung sức lực, khiến cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn, tập trung vận khí vào đan điền, các cơ quan nội tạng của anh càng ngày càng nhẹ hơn. Huyết mạch đầy không gì sánh được. Máu của anh sôi lên không bị cản trở, cho phép anh ấy tự do lưu thông. Thân thể anh cũng càng ngày càng trở nên bình tĩnh, thong dong. Hít. Tần Lâm hít một hơi thật sâu, bật nhảy tại chỗ bước chân bay thẳng đến vách núi trước mặt. Với một bước nhảy vọt, giống như đại bàng tung cánh, Tần Lâm phi như bay đến vách núi đối diện, hai chân cuối cùng đứng vững trên vách núi bên kia. Lúc này, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm, mà Tạ Hồng Mai lúc này, trái tim cũng đã dựng lên cổ họng, không dám nhìn, nhưng giây phút mở mắt ra, cô cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Tần Lâm đã nhảy qua, bước nhảy của anh như đại bàng tung cánh vượt ngàn dặm, dưới gót chân anh, vô số tảng đá rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Tần Lâm quay lại và mỉm cười với Tạ Hồng Mai. Đừng lo, tôi sẽ không để bọn họ đạt được mục đích. Tạ Hồng Mai nặng nề gật đầu, lặng lặng chờ Tần Lâm ở bên kia, chỉ cần Tần Lâm không ra.
cô ấy nhất định sẽ không rời đi. Tần Lâm từng bước đi về phía cung điện băng, cửa vẫn cao hơn 10 thước, giống như một tòa thành nhỏ, trong cung điện băng có rất nhiều đại sảnh, xung quanh có điêu khắc bằng băng và ngọc bích, đẹp đến mức khiến Tần Lâm hoa mắt. Nhưng anh biết rằng anh không phải đến đây để đi du lịch, mà là để tìm vật tổ tận thế. Bây giờ Laliza và Nicholas James đã đi qua khu phức hợp tòa nhà đầu tiên, xung quanh được chiếu sáng rực rỡ, sáng như ban ngày, không hề giống như ở dưới lòng đất. Tần Lâm rất rõ ràng rằng đây chắc chắn là một nền văn minh thời tiền sử, về việc liệu là nền văn minh Atlantis hay Maya thì vẫn chưa được biết rõ. Sự thức dậy và lui tàn của một nền văn minh không dễ dàng nhận ra như vậy, nhất là khi nó đã trải qua hàng nghìn năm biến đổi, thế sự xoay vần đều đã không còn nhìn thấy hình dáng ban đầu nữa. Cung điện băng Côn Luân có thể được bảo quản tốt như vậy, quả thực rất đáng kinh ngạc. Các công trình kiến trúc ở đây đều được làm bằng băng, băng ở trạng thái trắng như ngọc, trong suốt không đục màu. Tần Lâm đi hết một vòng, ở phía xa, vánh cửa màu tím trên tầng 3 đã bị mở ra. Trong đại sảnh mạ vàng, loáng thoáng ánh sáng màu tím, ánh mắt Tần Lâm lóe lên, anh đã nhìn thấy hai bóng người. Rõ ràng là Laliza và Nicholas James đã bước vào, chắc chắn có thứ gì đó trong đại điện vàng tím mà bọn họ đang muốn tìm kiếm. Tần Lâm nhanh chóng chạy tới, trên đại điện có viết 4 chữ lớn, tuy không hiểu nhưng anh lại suy đoán rằng, hình như là chữ tượng hình, có lẽ là ký tự trong kiếm các. Nhưng khi anh bước vào, liền lập tức sửng sốt, đại điện này lại chính là một ngôi mộ kiếm, xung quanh đặt vô số thanh kiếm, khắp đại điện toàn là hình dáng của kiếm. Tần Lâm nhìn sơ qua một lượt, chắc cũng phải có đến hàng ngàn thanh kiếm, trông chúng có vẻ được sắp xếp theo trật tự nhưng lại khá lộn xộn, đều được chất thành đống xung quanh. Có trường kiếm, kiếm ngắn, kiếm dẻo và kiếm nặng, nói chung là một số lượng lớn các loại kiếm. Chỉ có một con đường nhỏ ở trung tâm đại điện. Cuối con đường có một bệ đá bạch ngọc, thật ra ngay cả Tần Lâm cũng không biết đó là băng hay bạch ngọc. Tóm lại là trong đại điện vàng tím này, bệ đá bạch ngọc kia chứa vô số thanh trường kiếm, trông vô cùng bắt mắt. Mày đã đến rồi à? Laliza nhận thấy phía sau có người, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Lâm. Nếu như tao không tới thì chẳng sẽ bị bọn mày coi thành của mình sao? Đã tốn công đi mà tay không mang về thì đúng là không phải tính cách của Tần Lâm tao. Tần Lâm cười nói. Thú vị đấy. Nicholas James lạnh lùng nói, Tần Lâm đã có thể đạt được khoảng cách hơn 70 mét để lao về phía trước. Điều này khi sờn cho anh ta vẫn còn rất kinh ngạc. Khoảng cách quá xa như vậy không phải người bình thường có thể làm được. Tên này thật sự mạnh như vậy sao? Xem ra bọn mày vẫn chưa tìm thấy vật tổ tận thế nhỉ, vậy thì tao yên tâm rồi. Tần Lâm nhún vai nói. Cho dù tìm được, thì mày cho rằng mày có thể sống sót thoát ra khỏi đây sao? Laliza cười nói. Chưa chắc đâu, tao nghĩ rằng ở đây có gì đó rất không bình thường, nếu xui thì có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau chết ở đây đấy. Tần Lâm cười khẩy. Đúng là miệng chó không thể nhổ ra ngà voi, đây chính là nơi kế thừa Atlantis của bọn tao. Nếu có chết thì mày sẽ là người chết, mày có biết đây là đâu không? Đây là cung điện của kiếm thánh Mora đời đầu tiên của bọn tao. Nicholas James nói. Kiếm thánh Mora. Tần Lâm cau mày nhìn những thanh kiếm khác nhau xung quanh mình, có lẽ những gì Nicholas James nói không hoàn toàn là giả, chỗ này có thực sự là nơi hình thành nền văn minh Atlantis của họ hay không? Nhưng có một điều chắc chắn rằng, ít nhất nơi đây đã phải trải qua hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn năm để chìm xuống đáy biển. Bệ đá bạch ngọc kia dường như là di sản của kiếm thánh Mora. Laliza lập tức liếc qua, sau đó nhanh chóng chạy tới, nhưng trên bệ đá bạch ngọc chỉ có một quyển sách cổ rất dày, chất liệu quyển sách cổ hệt như vàng lá, vô cùng mỏng, như cánh ve sầu vậy. Laliza đến gần, thoạt nhìn đã thấy trên bệ đá bạch ngọc có dày đặc văn tự, nhưng Tần Lâm lại không biết gì về loại văn tự này, cũng giống như tấm phông chữ treo ở đại điện kia. Ta là một kiếm thánh, sau khi thượng vị đã theo đuổi kiếm thuật cả đời, trong lòng ta chỉ có kiếm là duy nhất, có thể cắt sông, điều khiển càn khôn, hủy diệt thiên hạ, thay đổi chu kỳ của trời đất. Trên đời này không có đối thủ, ta sinh thời muốn thua một lần nhưng cũng không thể trở thành hiện thực, vậy nên cuối cùng chán nản, để lại kiếm pháp này, mong rằng ai đó có thể phá được kiếm trận của ta, nếu không có cách nào phá được thì cứ cùng kiếm làm bạn, sinh ra là anh kiệt, đương nhiên sẽ phải sống cùng kiếm. Laliza lẩm bẩm. Không ổn. Laliza đột nhiên quay đầu nhìn lại, lúc này trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Ngay lúc này,
Laliza mới biết đây là một cái bẫy chứ không phải bảo vật thực sự, còn vật tổ tế thần thật sự đang ở đâu thì cô ta cũng không biết nữa, dù sao cô ta cũng chỉ biết rằng nó không ở đây. Và lại, cô ta chợt phát hiện ra ở đây không còn là bí mật nữa, xem ra cùng Tần Lâm đi vào không chỉ có một người. Tần Lâm sửng sốt, không biết tại sao Laliza lại hoảng sợ như vậy. Công chúa Điện Hạ, có chuyện gì sao? Nicholas Zem trầm giọng hỏi. Có người đến. Laliza không nói nhiều, ánh mắt nhìn về phía cửa đại điện, quả nhiên có hai bóng người đã thu hút sự chú ý của bọn họ. Là mày à? Tần Lâm trầm giọng nói, anh biết một tên trong số đó, gã chính là người bao vây đội biệt kích ở sông băng, Lauren, đại tế ti của tòa thánh Vatican. Không ngờ đấy, đúng là oan gia ngõ hẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lauren mỉm cười, rồi nhìn sang Tần Lâm, ánh mắt vô cùng lãnh đạm. Còn người bên cạnh gã trông có vẻ mạnh mẽ hơn, bởi vì thân phận của Lauren rõ ràng là thấp hơn một nửa so với người đàn ông bên cạnh. Bọn chúng là ai? Laliza nhìn về phía Tần Lâm. Kẻ thù cũ của các người, Atlantis là một trong những đối thủ lớn nhất của nền văn minh nhân loại, đó chính là Tòa Thánh Vatican. Tần Lâm lạnh lùng nói. Tòa Thánh Vatican. Sắc mặt Nicholas Zem trở nên u ám, trong lòng sợ hãi chuyện sắp xảy ra. Người của tòa thánh rất khó đối phó, tuy chưa từng gặp phải người của tòa thánh, nhưng anh ta đã nghe nữ hoàng Atlantis nói qua, sức mạnh của bọn họ vô cùng đáng sợ, không hề yếu hơn so với người Atlantis. Và quan trọng nhất, tòa thánh Vatican có gần 1/10 số tín đồ sùng đạo trên toàn thế giới, đó mới là điều đáng sợ nhất. Những cao thủ trong tòa thánh Vatican nhiều không đếm xuể, đặc biệt là những tên ưu tú nhất, đại tế ti chính là một trong những kẻ mạnh nhất ở tòa thánh Vatican. Nhắc tới tòa thánh, ngay cả Nicholas Zem và Laliza cũng có chút thấp thỏm, xử lý một Tần Lâm cũng đủ lắm rồi, bây giờ lại có thêm hai tên cao thủ của tòa thánh, đúng là khó càng thêm khó mà. Hơn nữa, ngay cả Tần Lâm cũng cảm thấy người trước mặt Lauren mạnh hơn mình, anh cũng không thể nắm chắc trận đấu, một khi đã thua thì tất cả các bên đều có thể phải đối mặt với một cuộc giáp công sao. Sao giáp công, đánh từ hai bên? Tần Lâm đại diện cho Hoa Hạ. Tòa Thánh Vatican và Atlantis, đây là hai thế lực khiến cho Tần Lâm phải hết sức thận trọng, bây giờ đừng nói đến việc vây kín tứ phía, chỉ ít cũng không có ai dám manh động, lúc này đến cả Laliza cũng phải cẩn trọng, vẻ mặt của Nicholas Zem dần trở nên nghiêm nghị, nếu như vẫn không thể tìm thấy vật tổ tế thần thì bọn họ quyết sẽ làm cho cá chết lưới rách. Bọn mày đã giết nhiều người của Tòa Thánh Vatican như vậy, hôm nay, tụi mày cũng phải chết ở đây. Người đàn ông trung niên mặc áo đen đứng khoanh tay, lạnh lùng nhìn Tần Lâm, Lauren đã nói với ông ta mọi chuyện rồi, bây giờ bọn họ sẽ đối đầu không chút nhân nhượng. Có thể khiến cho đại tế ti Hoàng Kim Rodman của bọn tao ra tay, cho dù mày có chết thì cũng sẽ tự hào lắm đấy. Lauren chế nhạo. Đại tế ti Hoàng Kim. Laliza trầm giọng, lẩm bẩm nói. Đại tế ti Hoàng Kim này còn quyền lực hơn cả đại tế ti, hơn nữa, trong toàn bộ tòa thánh Vatican. Ngoài giáo hoàng gia thì người mạnh nhất chính là đại tế ti Hoàng Kim, tổng cộng chỉ có 10 người tượng trưng cho tôn nghiêm của tòa thánh, bọn họ chính là tồn tại duy nhất không thể thiếu, đại tế ti ở trước mặt đại tế ti Hoàng Kim thì cũng chỉ có thể cúi đầu im lặng không dám nói. Xem ra trận chiến này có thứ để xem rồi. Tần Lâm mỉm cười, đại tế ti Hoàng Kim, đúng là danh bất hư truyền. So với thực lực của Laliza thì e rằng chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Thế giới rộng lớn. Không có chuyện gì không thể xảy ra, Tần Lâm đến bây giờ mới hiểu được sự thật này, cho dù ở Hoa Hạ anh có thể rất ung dung, nhưng trên thế giới này có quá nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, cho dù là người của Tòa Thánh Vatican hay Atlantis trong truyền thuyết, thì đều là những kẻ mạnh cả. Bây giờ vật tổ tế thần đã xuất hiện, không biết sau này còn xảy ra bao nhiêu trận gió tanh mưa máu như vậy nữa. Muốn giết tao à, mày không sợ bị người Atlantis tính sổ sao? Bọn họ không đơn giản như bọn mày nghĩ đâu, cho dù tao có chết thì hai bọn bây cũng không thoát nổi đâu. Tần Lâm nói một cách điềm tĩnh, lúc này anh vẫn có thể tự tin như vậy là vì có sự tồn tại của Laliza và Nicholas Zem, nếu như hai người bọn họ nhìn thấy người của Tòa Thánh Vatican cùng anh đánh đến lưỡng bại câu thương thì làm sao có thể ngồi yên nhìn được đây. Atlantis và Tòa Thánh Vatican, theo như Tần Lâm được biết thì bọn họ chính là kẻ thù thực sự. Atlantis. Xem ra lần này đúng là anh hùng hội tụ rồi, vật tổ tế thần là thứ không may mắn, chỉ có tòa thánh của chúng ta mới có thể trấn áp nó, vì vậy,
tốt hơn hết các người đừng di chuyển xung quanh thứ này, nó chính là vật không may mắn. Rodman cười nói. Mày nên nói với những hồn ma về chuyện này thì hơn, chẳng phải các người đến đây là vì vật tổ tế thần hay sao? Bây giờ bạn bắt đầu giả vờ à, làm gái mà còn muốn thờ trinh tiết sao? Tao nghĩ rằng chuyện này chính là thứ dơ bẩn mà tòa thánh các người khoe ra đấy nhỉ, chỉ có các người mới có khả năng làm điều đó thôi. Laliza chế nhạo. Nếu như các người không biết điều thì nhất định phải chết, tòa thánh Vatican sẽ không bao giờ cho phép những kẻ dị giáo tồn tại, và các người chính là những kẻ dị giáo, các người không nên tồn tại trên thế giới này, là một thứ đáng ra phải nằm dưới đáy biển, mãi mãi ngủ yên ở đó. Giọng Rodman trở nên lạnh hơn. Mê hoặc lòng người, tòa thánh các người cũng biết chơi đấy nhỉ, nhưng bây giờ không phải là lúc bọn bay hùng hồn đâu, nếu muốn chết thì bọn tao có thể hầu bọn bay đến cùng. Nicholas James chế nhạo. Một đám ô hợp, tòa thánh Vatican bọn tao nếu đã dám tới thì bọn tao cũng chẳng thèm sợ mấy thứ mà các ngươi đe dọa. Tinh thần chiến đấu của Laliza rất cao, không hề có chút ý không muốn nào, cho dù hai người này rất mạnh, nhưng khi giao chiến chắc chắn cũng sẽ hao binh tổn sức. Vinh quang của Atlantis sẽ không thể bị lu mờ bởi loài người thấp kém này. Người không nên tồn tại là bọn mày. Nếu không phải do đứt gãy trong nền văn minh Atlantis của bọn tao thì làm sao con người có thể tận dụng thời cơ được chứ? Các người chính là hậu duệ của nền văn minh Atlantis chúng tao, vậy nên tất cả các người phải gọi bọn tao là tổ tiên. Nicholas James nói một cách chắc nịch. Đúng là không biết tự lượng sức mình, mày xứng sao? Atlantis của các người đáng lẽ phải tan tành cho bụi trong lịch sử rồi kia, nhưng tao phải khâm phục sức sống ngoan cường của các người đấy, con rết có chết nhưng vẫn không cứng. Văn minh nhân loại và Atlantis chính là tuần tự như tiến, các người phải làm theo lời của trời, nếu không thì sao có thể có kết quả tốt được chứ? Rodman chế nhạo, tỏ vẻ không tán thành. Theo ý ông ta thì Atlantis không nên tồn tại, lẽ ra bọn họ đã nên biến mất trong dòng sông dài của lịch sử kia rồi, nhưng bây giờ bọn họ lại còn định can thiệp vào quy luật tự nhiên của nền văn minh nhân loại và nền văn minh Atlantis, đây không phải là chống lại ý trời hay sao? Tòa thánh của bọn tao chỉ có một mục đích duy nhất, đó là chống lại tất cả những kẻ dị giáo, đương nhiên Atlantis chính là đối tượng lớn nhất trong tất cả. Lauren nói, chuyện xuyên nhanh. Đừng nói nhảm nữa, nếu có bản lĩnh thì đấu thử xem. Xem ai có thể cười cuối cùng nào, tao cá rằng người ở tòa thánh các người đều sẽ phải chết ở đây. Laliza cười nói, lúc này Tần Lâm mới nhíu mày, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Laliza này dường như cố tình để hai người này xuất hiện. Đấu thì đấu, ai sợ ai chứ? Một đám rác rưởi, lẽ ra các người đã phải chết từ lâu rồi, ông trời còn quá tốt khi để các người xuống biển sâu sinh tồn, nhưng bây giờ bọn mày không chịu nổi cô đơn liền muốn thôn tính đại lục, còn muốn thay đổi vận mệnh của Atlantis, bọn mày không hề xứng chút nào. Nền văn minh của loài người không thể đi đến hồi kết được, bọn mày mới là những kẻ đáng biến mất khỏi thế giới này. Rodman không hề lùi bước, khuôn mặt đầy căm phẫn và chiến ý dâng trào. Nếu đã như vậy thì tao sẽ giúp cho bọn mày, tòa thánh Vatican, cao thủ hoa hạ. Ha ha ha, bọn bây đều ở lại đây đi, văn minh Atlantis của chúng tao hùng mạnh cỡ nào chứ, tụi mày sẽ không bao giờ biết được đâu. Laliza mỉm cười rồi lùi lại, Nicholas James cũng vậy, hai người dường như đã ngầm hiểu, song lúc này, Tần Lâm cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Ngay khi anh bay nhanh về phía Laliza, anh liền phát hiện ra rằng mình đã va phải một bức tường cực kỳ nặng, còn giữa bọn họ lại không có gì. Sao lại thế này? Tần Lâm hơi lo lắng. Lúc này Rodman và Lauren dường như đã ý thức được nguy hiểm của mình và nhanh chóng rút lui, nhưng cánh cửa trước mặt, cho dù bước qua thế nào thì cũng cảm thấy bị chặn lại bởi một bức tường khổng lồ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sắc mặt của Lauren thay đổi đáng kể. Đây chẳng phải chính xác là những gì bọn bay muốn sao? Mặc dù chưa tìm thấy vật tổ tế thần nhưng tao sẽ giúp cho bọn mày thuận theo tự nhiên, kiếm trận của kiếm thánh Mora là tối cao, không ai có thể phá vỡ được, vậy các người hãy thử xem sao. Nghe nói ít nhất phải là một cao thủ huyết thống đạt đỉnh mới có thể vượt qua được, nhưng tiếc rằng không phải bọn bay. Bây giờ các người đã biết nền văn minh của Atlantis mạnh cỡ nào rồi chứ? Cho dù là sức mạnh hay khoa học công nghệ thì nền văn minh nhân loại của bọn bây đều yếu kém hơn, vì vậy người Atlantis chúng ta mới trở thành bá chủ ở đây, chỉ khi trở thành bá chủ thì mới có thể rút khỏi giai đoạn lịch sử. Nụ cười của Laliza vô cùng thanh thoát, tựa như tiên nữ trên bầu trời.
Ngay khi trận pháp mở ra, nếu như không hiểu thì chết cũng xứng đó, hơ hơ hơ. Đây chính là di tích văn minh của Atlantis, làm sao các người có thể biết được? Kiếm thánh Mora chính là vị vua mạnh nhất trên thế gian, đây là trận pháp lớn được ông ấy làm trước khi chết, kiếm trận Mora, miễn là kiếm trận còn thì không ai có thể rời khỏi đây, những thanh kiếm đó chính là chỗ chôn thân của bọn mày. Laliza dường như đã kiểm soát được mọi thứ, cô ta có thể nhìn thấu mọi vật và biết chúng. Rodman cùng Lauren đánh qua lại vài lần, muốn rút lui khỏi đại điện này nhưng đều không có kết quả, hơn nữa lần nào cũng giống như lao vào bức tường, vô cùng đau đớn. Vẫn là câu nói đó, miệng rắn che xanh, đuôi ong vò vẽ đều không độc bằng lòng dạ đàn bà. Xem ra mày đã biết hết bí ẩn trong đại điện này rồi. Giọng nói của Tần Lâm cực kỳ nghiêm nghị, anh liếc mắt nhìn cuốn sách cổ bằng vàng lá trên bệ đá bạch ngọc, sau đó nhíu mày. Thông minh đấy. Có lẽ đây chính là vận may của tao, các người không thể nào hiểu được trí tuệ của nền văn minh Atlantis đâu, ở đây thì bọn bay không thể làm gì cả, còn tao lại giết chúng mày rất dễ dàng. Bọn bay có cho rằng mấy thanh kiếm kia sẽ cho bọn bay an toàn rời khỏi đây không? Laliza vừa nói xong, bỗng tất cả kiếm trong đại điện vàng tím đều bắt đầu rung động, như thể có sinh mệnh vậy, chúng muốn rút ra khỏi bao để phô diễn sự nhạy bén của mình. Mày muốn nhốt bọn tao ở đây sao? Rodman giận dữ gầm lên. Cũng không ngu lắm nhỉ, nhưng bây giờ biết thì đã muộn rồi, các người căn bản không thể sống sót rời khỏi đây, bởi vì những thứ ở đây chỉ thuộc về Atlantis bọn tao mà thôi, muốn chiếm lấy vật tổ tế thần à, bọn bay không xứng đâu. Nicholas dêm chế nhạo. Xem ra tao đã thật sự đánh giá thấp mày rồi. Tần Lâm thở dài nói, lúc này anh đã không còn đường lui, kiếm trận Mora này thật sự có thể là nơi chôn thân của bọn họ. Lúc này hàng ngàn thanh kiếm đang rung lên, lơ lửng trên không trung, tất cả lưỡi kiếm đều giống như cắt ra ánh sáng lạnh lẽo, bao phủ trên đầu bọn họ. Kiếm trận này quả là thần kỳ thật đấy. Lauren không hoàn toàn tin vào điều đó, nhưng có vẻ như Nicholas James và Laliza lại tràn đầy tự tin, liệu rằng nền văn minh cổ đại của Atlantis có thực sự hùng mạnh đến vậy? Mặc dù Lauren không muốn tin, nhưng lúc này bọn họ rõ ràng đang ở trong đại điện, nhưng không thể ra ngoài. Điều này càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi mà không sao giải thích được, giống như bị giam cầm trong ngục vậy. Nền văn minh cổ đại quả thực là khó tin. Cẩn thận một chút, trận pháp này không hề đơn giản chút nào, phải dốc toàn lực để đối phó. Rodman trầm giọng nói, cảm thấy ánh sáng lạnh lẽo từ những lưỡi kiếm xung quanh mình, lồng ngực đã bắt đầu đập thình thịch. Hai người thuộc nền văn minh Atlantis này thực sự rất quỷ quyệt, trận pháp này có tồn tại hay không vẫn chưa được biết đến. Nhưng bọn họ thực sự đang bị mắc kẹt, và các rào cản xung quanh hoàn toàn không thể bị phá vỡ. Hãy tận hưởng cuộc hành trình đẫm máu của mình đi, các người sẽ bị kiếm đâm xuyên qua, các người không thể trốn thoát khỏi kiếm trận này được đâu, di chỉ do kiếm thánh để lại, cho dù có cố cả đời thì bọn bay cũng không thể nào ra được. Laliza điềm đạm nói, đi vào cung điện băng Côn Luân cũng như tiến vào chiến trường của nền văn minh Atlantis, chính vì vậy mà cô ta mới có thể tự tin như vậy. Tần Lâm cùng hai người của Tòa Thánh Vatican quả thực rất mạnh, nhưng vẫn yếu hơn rất nhiều so với người Atlantis bọn họ. Trong mắt cô ta mà nói thì Tần Lâm và những người khác cũng chỉ là những con kiến mà thôi, bởi vì bọn họ căn bản không CPS tư cách để khiêu chiến với cô ta. Thật đáng tiếc, các người sẽ không bao giờ nhìn thấy bức tranh nền văn minh nhân loại bị hủy diệt bởi người Atlantis bọn tao nữa. Đáng tiếc thật đấy, đến lúc đó nền văn minh loài người sẽ trở thành nô lệ cho người Atlantis. Sau đó bọn chúng sẽ xây dựng cung điện cho bọn tao, bảo vệ nền văn minh của bọn tao, còn bọn bay, sau tất cả thì cũng chỉ là những kẻ yếu đuối, những ánh sáng thưa thớt mà cũng dám chiến đấu tranh giành ư. Chỉ tìm đến cái chết mà thôi, nơi đây sẽ là một phần của bọn mày đã có những đóng góp xuất sắc cho nền văn minh Atlantis của tụi tao, cảm ơn nhé. Nicholas James mỉm cười nói, sau đó chậm rãi lui ra ngoài, lúc này sự chấn động trong toàn bộ đại điện dường như càng ngày càng lớn. Những thanh kiếm vốn đang yên lặng nằm trên mặt đất bắt đầu phát ra thanh âm vo ve. Tần Lâm biết mình có thể phải từ bỏ, không chỉ có anh mà cả hai người của tòa thánh cũng đã bắt đầu có sự chuẩn bị, bọn họ cũng vô cùng sợ hãi, hay nói đúng hơn là lo lắng kiếm trận này sẽ là nơi chôn thân của họ. Hai kẻ đến từ Atlantis đó, tuy tỏ ra hăm dọa nhưng không ai dám coi thường bọn họ, nền văn minh lịch sử của bọn họ đã cách đây hàng ngàn năm, nhưng cho dù sau bao nhiêu năm vẫn vô cùng đáng sợ. Tần Lâm nhanh chóng tìm được một chỗ nấp, cái bệ bằng đá bạch ngọc chính là chỗ trốn của anh,
phải đối mặt với những thanh kiếm có thể đâm về phía mình từ mọi hướng thì không ai có thể né hết được. Đột nhiên, trong kiếm trận Mora nổi lên một cơn gió lớn, lúc này càng làm cho những thanh kiếm kia chấn động nhiều hơn. Sách cổ bằng vàng lá trên bệ đá bạch ngọc cũng rơi xuống, tình cờ rơi ngay trước mặt Tần Lâm, một cơn gió thổi qua, tuy Tần Lâm không biết văn tự trong sách cổ bằng vàng lá kia, nhưng anh có thể nhìn rõ được đây là tên của một bộ kiếm pháp. Kiếm vô cảnh. Tần Lâm chợt sửng sốt, bộ kiếm pháp này thật sự có chút kỳ quái, kiếm vô cảnh là cái gì chứ? Nó là một loại kiếm thuật không có cảnh giới ư? Gần như ngay lập tức, Tần Lâm đã ghi nhớ hết kiếm pháp trên sách cổ bằng vàng lá kia, nhưng không biết tại sao kiếm pháp này đã thay đổi, nó lại đang âm thầm thay đổi, thậm chí ngay cả Tần Lâm cũng không biết đây có phải là thanh kiếm đầu tiên không, hay là thanh thứ hai. Kiếm pháp do kiếm thánh để lại mà rác rưởi như vậy ư? Sao lại lộn xộn đến thế, không có chút trật tự nào, dường như chỉ có một thanh kiếm thứ nhất, nhưng cũng dường như là vô tận, biến hóa không ngừng. Kiếm pháp thật kỳ quái, chỉ có một thanh kiếm, nhưng tại sao lại chỉ có một thanh kiếm? Chỉ một thanh kiếm mà vẫn có thể gọi là kiếm vô cảnh sao? Chẳng lẽ kiếm thánh này kém như vậy ư? Chỉ nhiêu đây thôi à? Tần Lâm chợt sửng sốt, không khỏi lắc đầu, lúc này lập tức có một cơn ớn lạnh từ tứ phía truyền đến. Các thanh kiếm xung quanh đều trôi lơ lửng trên không, các lưỡi kiếm sắc bén không ngừng tấn công đến từ các phía. Tần Lâm né trái né phải, không ngừng tránh những thanh kiếm kia, còn Rodman và Lauren bên kia cũng không hề rảnh rỗi, bởi vì bọn họ cũng đang gặp phải vấn đề giống với Tần Lâm, phải đối mặt với nhiều lưỡi kiếm như vậy, ai mà không lo lắng được chứ. Từng kiếm đâm ra từ khắp nơi, ánh sáng phản chiếu lại của những thanh kiếm tạo thành những bóng đen lơ lửng, bỗng xung quanh dần trở nên tĩnh lặng. May mắn thay, Rodman và Lauren cũng tìm thấy một cây cột lớn làm nơi trú ẩn, nếu không thì cả hai sẽ bị đâm xuyên lỗ chỗ như cây sàng mất. Tần Lâm không ngờ kiếm trận Mora này lại thay đổi thần kỳ như vậy, thật không thể tin được, hết thanh này đến thanh kia tấn công, anh chỉ có thể dùng thân thể né tránh liên tục, rồi chợt nhíu mày, trong lòng càng cảm thấy lo lắng đến cùng cực. Cầm thất tinh long uyên trong tay, Tần Lâm vừa chiến đấu vừa rút lui. Anh không ngừng ngăn cản ánh sáng phát ra từ những thanh kiếm kia, đương nhiên thất tinh long uyên cũng đã giúp anh rất nhiều. Nhưng né tránh mãi mà vẫn không có bất kỳ cơ hội nào để lao ra, thậm chí anh còn không biết khi nào kiếm trận này mới dừng lại, cả ngàn năm trôi qua mà vẫn khởi động được. Trận pháp này đúng thật quá kinh khủng, căn bản không cần phải lo lắng về việc nó bị phá vỡ, vậy nên đối với Tần Lâm mà nói thì chuyện này còn khó hơn lên trời. Nếu cứ tiếp tục thì chúng ta sẽ bị đâm chết mất. Đại tế ti, chúng ta phải làm gì đây? Lauren cảm thấy đau khổ, lẽ ra đang là một đại tế ti cao cao tại thượng của tòa thánh Vatican, nhưng hai lần gã bước chân lên núi Côn Luân đều gặp phải xui xẻo, bây giờ gã đã thực sự nghi ngờ Hoa Hạ là một nơi bí ẩn, một khi đặt chân đến đây là sẽ có chuyện xảy ra. Trong lòng Rodman cũng rất lo lắng, nếu như bọn họ cứ tiếp tục như vậy, cho dù có thể chống lại trận pháp Mora, nhưng một khi thể lực suy kiệt thì bọn họ cũng sẽ không có cơ hội sống nào, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Tần Lâm lắng tai nghe, đây chẳng phải là điều anh đang nghĩ hay sao? Nhưng hiện tại không có cách nào cả, không thể phá vỡ được kiếm trận, đối với bọn họ mà nói thì nó so còn kinh khủng hơn rất nhiều so với thần thoại. Sự tồn tại của kiếm trận vốn đã là huyễn hoặc, Tần Lâm cũng chưa từng nghe qua, chỉ biết có một số bí mật phong thủy cổ xưa có sự tồn tại của trận pháp, vậy nên anh cũng chỉ biết một chút. Nhưng kiếm trận lại quá bí ẩn, thậm chí anh còn không biết phải làm sao để phá vỡ nó. Ngay khi ánh mắt của Tần Lâm lại rơi vào trang sách cổ bằng vàng lá kia, trong lòng anh dường như có chút biến động, những lưỡi kiếm của kiếm trận liên tục bắn ra, dường như kiếm pháp trong sách cổ bằng vàng lá này cũng tương tự như vậy thì phải. Kiếm trận Mora này lợi hại như vậy, vậy thì kiếm pháp của cuốn sách cổ bằng vàng lá này có thực sự là cuốn sách bí mật kiếm thuật của kiếm thánh Mora hay không? Cuốn sách kiếm thuật bí mật này chỉ có duy nhất một kiếm, điều này thật sự đã khiến Tần Lâm cảm thấy rất đau khổ, nhưng ở đây lại có vô số thanh kiếm bay ra, bộ kiếm pháp này thật sự rất quái dị, huyền diệu và đầy uy lực. Kiếm pháp của kiếm trận Mora này hoàn toàn không thể đoán trước được, bởi vì mỗi lần ánh kiếm bắn ra thì đều không có quỹ đạo nhất định, những thanh trường kiếm giống như bị tâm trí thao túng, không ngừng chiến đấu và chém xuống, Tần Lâm thật sự cảm thấy vô cùng khổ sở. Nhưng vào lúc này, trong lòng anh chợt biến động, một kiếm hóa vạn kiếm, kiếm khí vô tận thì mới có thể một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh ra vạn. Thanh kiếm này thật ra là 10.000 thanh kiếm, 100.000 thanh kiếm,
một triệu thanh kiếm. Mỗi thanh kiếm đều rất khác nhau, và mỗi thanh kiếm đều là một sự thay đổi. Cuối cùng Tần Lâm cũng đã thông ra, kiếm pháp này mới là kiếm pháp chân chính thực sự, vạn kiếm hòa làm một. Không có giới hạn, không có hồi kết. Thì ra đây chính là kiếm vô cảnh. Trong lòng Tần Lâm cảm thấy vô cùng vui vẻ sảng khoái, anh đột nhiên nhận ra được kiếm vô cảnh đáng sợ đến mức nào. Tần Lâm thận trọng vung kiếm lên, tĩnh lặng như nước, động kiếm một phát, kiếm pháp không ngừng biến hóa, tâm cảnh cũng không ngừng thay đổi, giữa trời và đất, không có một ai cả, dường như chỉ có một người, là một thanh kiếm. Kiếm ý của Tần Lâm càng ngày càng trầm ổn. Thanh kiếm thứ nhất, thanh kiếm thứ hai, thanh kiếm thứ ba, cho đến thanh kiếm thứ 12. Tần Lâm thở dài, trực tiếp biến đổi thành thập nhị kiếm. Nói cách khác chính là biến hóa một thanh kiếm thành 12 thanh kiếm, những biến hóa vô cùng kỳ diệu làm cho Tần Lâm có cảm giác hưởng thụ, mỗi một kiếm là một loại biến hóa, mỗi một kiếm đều có thể làm cho anh cảm nhận được sự thay đổi. Mỗi một thanh kiếm biến hóa lại tốt hơn thanh trước. 12 bóng kiếm khiến cho Tần Lâm càng trở nên điềm tĩnh và ngang tàng hơn. Khoảnh khắc đó, ngay cả Rodman và Lauren cũng đều bất ngờ, kiếm của Tần Lâm vô cùng kinh người, kiếm vô cảnh, kiếm pháp không ngừng được nâng cấp. Lại cộng thêm thất tinh Long Uyên khiến cho thực lực của anh lại càng thêm mạnh mẽ. Ngay cả bản thân Tần Lâm cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, 12 thanh kiếm nghe có vẻ không nhiều, nhưng từ khi bắt đầu từ một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, uy lực của kiếm pháp đều tăng lên gấp bội, nói theo cách khác có nghĩa là thực lực kiếm pháp của anh càng ngày càng mạnh, đây mới là điểm đáng sợ nhất. Điều khiến cho Tần Lâm kinh ngạc chính là kiếm vô cảnh vẫn chưa đạt tới cực điểm. Nói tóm lại là kiếm vô cảnh vẫn còn rất nhiều chỗ cần thăng cấp, thập tam kiếm không phải là không thể. Trong lòng Tần Lâm tràn đầy tinh thần chiến đấu, kiếm pháp này hoàn toàn là do chính anh luyện chế ra, trong một khoảnh khắc mà có thể ra được 12 kiếm, thật đúng là kinh người. Điều mà Tần Lâm không hề biết, đó là kiếm thánh Mora phải mất 10 năm dòng mới có thể ngộ ra được thập nhị kiếm. Còn anh chỉ trong thời gian một tách trà mà đã ngộ ra được thập nhị kiếm, đúng là quá khó tin. Nhưng kiếm thánh Mora đã không còn nữa, cho nên Tần Lâm của ngày hôm nay gần như bất khả chiến bại ở kiếm vô cảnh này. Tần Lâm cầm thất tinh Long Uyên trong tay, khí thế chiến đấu kinh người, anh có cảm giác như mình có thể đấu được với ông trời luôn vậy, kiếm vô cảnh thực sự quá mạnh mẽ, hơn nữa không cần phải lo lắng. Kiếm vô cực sẽ đến cực điểm, bởi vì anh chính là điểm đặc biệt lớn nhất, đó chính là tiến vào cảnh vô chỉ. Kiếm pháp này, mạnh quá. Trong lòng Rodman hơi trùng xuống, bây giờ ông ta và Lauren đã thể suy sức yếu rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì bọn họ sẽ chết mất, vì vậy bọn họ phải dốc hết sức lực, hiện tại bọn họ chỉ có một suy nghĩ, nếu như Tần Lâm có thể phá được kiếm trận Mora thì bọn họ mới có hy vọng ra ngoài được, nếu không thì bọn họ sẽ thực sự bị mắc kẹt ở đây cho đến chết. Không thể, tuyệt đối không thể, tôi không thể chết ở đây được. Gương mặt của Lauren sa sầm xuống, nỗi sợ hãi cứ lởn vởn trong lòng gã. Câm miệng, cậu cho rằng tôi muốn chết ở đây lắm sao? Hiện tại chúng ta chỉ có một hy vọng duy nhất, chính là hắn. Nếu hắn không thể phá vỡ trận pháp Mora này bằng thứ thuật mạnh mẽ đó thì coi như chúng ta xong đời. Rodman vô cùng điềm tĩnh và cẩn thận, kiếm trận Mora vô cùng mạnh mẽ, bọn họ có thể kiên trì đến tận bây giờ thật không dễ dàng gì. Tần Lâm tĩnh như nước, ánh mắt đanh lại, bây giờ kiếm trận Mora trong mắt anh mà nói không là gì cả, bởi vì anh đã có thể nhìn rõ trận pháp này. Chỉ có thể đánh gãy tất cả các thanh kiếm thì kiếm trận này mới có thể tự phá được, nhưng phải dùng kiếm thuật của kiếm vô cảnh thì mới có thể chém gãy được. Trên thực tế, từ lúc trận pháp Mora được triển khai thì kiếm thánh Mora đã để chìa khóa ở ngay đây, chỉ việc xem thử liệu người đó có thể hiểu được nó hay không mà thôi, chỉ cần lĩnh ngộ được 7 thanh kiếm là đủ để phá trận rồi. Đương nhiên Tần Lâm hoàn toàn có khả năng phá được, bởi vì anh đã lĩnh ngộ được thập nhị kiếm và dùng được uy lực của nó. Vậy nên mới nói kiếm trận này hoàn toàn không hề gây áp lực cho anh. Một kiếm xuất, vạn kiếm chém, phá. Tần Lâm đón gió bay lên, anh ngẩng đầu nhìn lên trời, thanh âm của kiếm khí truyền đến, kiếm vô cảnh chém ngang dọc, thất tinh Long Uyên cũng giống như rồng trên trời, đánh tan tất cả những thanh trường kiếm kia, khiến chúng rơi xuống, rải rác khắp mặt đất. Lauren sững sờ, Tần Lâm này có phải mạnh quá rồi không? Ở trước mặt anh thì chẳng phải mình chỉ là một tờ giấy thôi sao? Thất tinh Long Uyên, một khi ánh sáng lạnh lướt qua thì tất cả các thanh kiếm đều gãy, uy lực kinh người, kiếm khí hệt như một con rồng, đây mới là bá khí thực sự. Trong một khoảnh khắc,
Trời đất gần như đổi màu, cả đại điện đều là tiếng gió gào thét, kiếm trận Mora lập tức sụp đổ, toàn bộ kiếm đều rơi xuống đất, tiếng leng keng tiếp tục vang lên không ngừng. Tần Lâm kiêu ngạo đứng lên, mũi kiếm chĩa lên trời, cái khí chất ngang ngược đó thật sự đã khiến cho Lauren thở không ra hơi. Rodman nheo mắt, trong lòng thầm thở dốc, cuối cùng cũng không phải đợi vô ích, Tần Lâm đã phá được kiếm trận, cũng coi như đã cứu hai người bọn họ. Thực lực của Rodman cũng rất mạnh, nhưng ông ta không thể phá được trận, bây giờ đối mặt với Tần Lâm hùng mạnh như vậy, hai bên lại càng thêm căng thẳng. Hai người Atlantis đã đi khỏi, thế nhưng bọn họ vẫn ở đó. Hoa Hạ và Tòa Thánh Vatican đang có xung đột với nhau, cuối cùng nỗi lo của Rodman đã xảy ra rồi. Kiếm trận Mora không giết được các người, vậy thì để tôi tiễn các người về Tây Thiên nhé. Tần Lâm không hề có lòng thương xót cho hai đại tế ti của Tòa Thánh, bọn chúng có thể đứng được ở vị trí này thì không biết có bao nhiêu người vô tội đã bị giết, bọn chúng phải chết thì mới xứng đáng. Cậu muốn giết bọn tôi thì rất dễ, nhưng nếu một mình cậu đối phó với người Atlantis thì cậu có dám chắc không? Bọn tôi có thể là con tốt của cậu để đối phó với đám người Atlantis kia, coi như là để bảo toàn mạng sống, cậu thấy sao? Rodman trầm giọng nói. Mục tiêu của chúng ta là như nhau, chỉ cần tiêu diệt Atlantis thì nền văn minh nhân loại của chúng ta mới có thể tiếp tục lưu truyền được. Sự tồn tại của chúng luôn là điều rất khó khăn đối với nền văn minh nhân loại của chúng ta. Cậu cũng nên biết rõ chúng là kẻ thù chung của chúng ta, tiêu diệt kẻ thù chung mới là điều quan trọng nhất bây giờ. Rodman liên tiếp nói, bây giờ nếu Tần Lâm muốn giết chết bọn họ thì lại quá đơn giản, thể lực của bọn họ đã cạn kiệt, đã yếu đến mức không thể chiến đấu được nữa, cho dù ở trạng thái đỉnh cao thì chưa chắc Rodman có thể thắng được anh tuyệt đối, bởi vì vừa rồi Tần Lâm quá mạnh, ai dám nói rằng mình sẽ trở tay được dưới kiếm pháp của anh chứ. Vậy nên chỉ khi Rodman làm rõ danh tính và thân phận của mình, đầu quân cho Tần Lâm thì ông ta mới có thể có được cơ hội sống sót. Cũng có lý đấy. Nếu tôi giết các người thì sẽ làm chó sủa gâu gâu mất, cho nên tôi tạm thời giữ lại hai người, có cùng một chiến tuyến hay không thì không chắc, bởi vì mục tiêu của các người không chỉ là để giết đám người Atlantis kia, không thể đơn giản như vậy được, chẳng lẽ các người cũng đang tìm vật tổ tế thần à? Ai cũng cáo già như nhau cả thôi, các người lại muốn chơi tôi sao? Tần Lâm giễu cợt nói, mục đích của hai tên này rất rõ ràng, bọn họ đều có ý tưởng giống nhau. Chỉ là bọn họ vẫn chưa tìm được vật tổ tế thần mà thôi, đám người tòa thánh cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Nhưng bây giờ Tần Lâm lại đang cần hai con chó dẫn đường. Sắc mặt của Rodman và Lauren không được tốt cho lắm, đại tế ti như bọn họ ở phương Tây luôn được mọi người xem trọng, nhưng ở đây lại bị tên khốn Tần Lâm gọi là chó, nhưng bây giờ chính là cơ hội duy nhất để sống sót, vậy nên bọn họ chỉ đành làm chó đi theo Tần Lâm mà thôi. Rodman nuốt nước bọt. Sau đó nở một nụ cười ngượng nghịu. Mọi việc đều do nghe theo cậu Tần sắp đặt. Coi như các người biết điều, đi thôi, nếu như cố gắng trốn thoát mà để tôi bắt được các người thì chỉ có một con đường chết thôi đấy. Ha ha ha. Tần Lâm cười nói, trực tiếp lấy hai cây kim bạc cắm trên người cả hai. Sắc mặt của Rodman và Lauren lập tức đáng kể. Chỉ có tôi mới giải được hai cây kim bạc này, nếu như các người không nghe lời thì tôi không khống chế được hậu quả đâu đấy. Đương nhiên, nếu chịu nghe lời thì tôi sẽ giữ lại mạng chó của các người. Lời nói của Tần Lâm khiến cho Rodman vô cùng tức giận, nhưng bọn họ cũng không dám quá khích, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nuốt vào bụng. Cậu Tần nói gì thế, mục tiêu của chúng tôi chỉ có một, chính là giết đám người Atlantis kia, coi như đóng góp vào sự duy trì nền văn minh nhân loại. Đây mới là điều chúng tôi nên làm, vì sự tiếp nối của thế hệ tương lai và là nghĩa vụ của chúng tôi. Lauren cười ha ha nói. Lúc này đây, ta là một con cá, cả hai đều không dám hành động hấp tấp. Trong lòng Tần Lâm tự diễu, nói còn hay hơn hát cơ đấy, anh không thèm quan tâm hai bọn họ nghĩ như thế nào, tóm lại anh chỉ cần vật tổ tận thế là được, không thể để nó bị người khác lấy đi, nếu không thì thế giới sẽ trở nên hỗn loạn mất. Bố anh đã bị giam trong nhà tù Tần Thành 20 năm, tất cả đều là vì sự tồn tại của vật tổ tận thế, anh tuyệt đối sẽ không để lặp lại những sai lầm như vậy. Đi thôi, xem thử rốt cuộc bọn họ đang ở đâu. Tần Lâm vừa dứt lời, Rodman và Lauren bèn vội vàng tiến lên mở đường, bọn họ không dám lơ là dù chỉ một chút, bây giờ tính mạng của bọn họ đang ở trong tay người khác, cho nên không thể nào chậm trễ được. Sau khi ra khỏi đại điện, tiếp tục tiến về phía trước, sau khi đi cả trăm mét cuối cùng cũng đến được đại điện ở sâu nhất,
Đây chính là đại điện lớn và uy nghiêm nhất trong cung điện băng Côn Luân, xung quanh có vô số ánh đèn, chúng chiếu ánh sáng trắng sáng rực rỡ cả đại điện. Đại điện này giống như một con dã thú khổng lồ đang bò trên mặt đất, coi thường thiên hạ, khí thế phi thường. Đại điện lớn thế này, cho dù có ở thời điểm hiện tại thì cũng chưa chắc có thể xây dựng được nơi sang trọng và tinh tế như vậy, đây chính là di sản của nền văn minh lúc trước. Hơn nữa, khi được khai quật dưới sông băng Côn Luân mà không hề để lại dấu vết, thật đúng là làm người khác cảm thấy khó tin. Tần Lâm không khỏi thở dài, nếu như nền văn minh Atlantis nguyên thủy không hoàn toàn suy tàn thì văn minh nhân loại đã không trỗi dậy chỉ trong vài nghìn năm ngắn ngủi. Sự phát triển của văn minh nhân loại gần như đã đạt đến cực hạn, nhưng xem ra vẫn không cách nào so sánh được với nền văn minh Atlantis lúc bấy giờ. Ngay cả nền văn minh Atlantis ngày nay cũng thua kém rất nhiều so với quá khứ, nền văn minh của bọn họ đang bị thụt lùi và dậm chân tại chỗ, hơn nữa bọn họ cũng không có được sự thống trị trên trái đất như trước đây nữa, tài nguyên ngày càng ít đi, dân số đang giảm mạnh đã làm cho bọn họ còn không bằng một bộ lạc nhỏ, thế nên mới dẫn đến ngày hôm nay. Điều nực cười chính là bọn họ không hề có tiến bộ gì trong nhiều năm qua, chưa kể bọn họ còn có tư tưởng viển vông là muốn thống trị trái đất, thật đúng là hoang đường. Thời thế đã thay đổi, thăng trầm của cuộc đời cũng thay đổi, lẽ ra bọn họ nên sớm biến mất trên thế gian này từ lâu mới phải. Nền văn minh Atlantis tuy rất hùng mạnh nhưng dù sao cũng đã là quá khứ, đây là điều không ai có thể thay đổi được, dù cho tham vọng vẫn còn nhưng không thể nào thay đổi điều ở hiện tại được. Bánh xe số phận đã chạy qua nền văn minh Atlantis, và nền văn minh nhân loại chắc chắn đã trở thành sự tồn tại vĩ đại nhất trên thế giới, điều đó là không thể nghi ngờ. Có lẽ người Atlantis không sai, bởi vì bọn họ từ đầu đến cuối hay từ xưa đến nay đều không hề thay đổi, nhưng trái tim phục quốc vẫn luôn là điều khắc cốt ghi tâm của nền văn minh bọn họ. Thời thế thăng trầm đều là định mệnh, không phải thứ mà ai cũng có thể thay đổi được, đã đến được đây thì cảm xúc của Tần Lâm lại càng sâu đậm hơn. Phật tổ tận thế ẩn chứa những thứ có thể làm thay đổi thế giới, những nền văn minh đã từng tồn tại, hay thực sự muốn đảo ngược tương lai, thứ có trong vật tổ tận thế chắc hẳn phải là sự tích của nền văn minh và lịch sử có thể gây chấn động. Ngay lúc này, Tần Lâm bỗng sững sờ, thế giới đã thay đổi, văn minh cũng thay đổi, điều này có thực sự đơn giản như vậy không? Nhưng với tư cách là một phần của nền văn minh nhân loại, trách nhiệm của anh là để bảo vệ, đương nhiên là điều này không thể nào thay đổi được. Ngay khi ba người đứng trước đại điện, Tần Lâm chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Hình như có tiếng đánh nhau. Rodman nghiêm nghị nói. Đánh nhau, chẳng lẽ ở đây còn có những người khác? Khóe miệng Tần Lâm khẽ nhếch lên, xem ra vật tổ tận thế này đã thu hút rất nhiều người, cung điện băng Côn Luân từ lâu đã không còn là bí mật nữa rồi. Đối mặt với các thế lực lớn trên thế giới, trận chiến này rõ ràng là điều không thể tránh khỏi. Mau đi xem thử. Lauren dẫn đầu lao vào đại điện, ngay lúc này, trong đại điện có vài bóng người đang đánh nhau. Hai trong số đó chính là Nicholas James và Laliza, còn ba người kia lại mặc áo choàng trắng, tóc được phủ lại, trông vô cùng nhanh nhẹn, chiến đấu rất mạnh mẽ với hai người Atlantis. Đó là người của tòa án tông giáo. Sắc mặt của Lauren hơi thay đổi, nhưng gã lại không ngờ bọn họ cũng đến đây. Những kẻ này gần như hoàn toàn đối lập với người của tòa thánh. Bọn họ là những tín đồ đạo Hồi và là người thừa kế của Moham, bọn họ chính là tổ chức phương Tây duy nhất có thể cạnh tranh tồn tại với Tòa Thánh Vatican. Sự xuất hiện của ba người này cũng khiến cho Rodman cảm thấy nghiêm trọng, có vẻ như bọn họ đã theo dõi tình hình của Atlantis một cách bí mật, chỉ vì vật tổ tận thế mà lần này đã làm cho anh hùng hội tụ, lúc này ai nấy đều trở nên căng thẳng. Giáo chủ Can, Rodman trong nháy mắt đã nhận ra người đó. Hắn là một trong bảy giáo chủ của tòa án tông giáo, thực lực vô cùng đáng sợ, đương nhiên không hề thua kém mình, hai người bọn họ đã từng chiến đấu với nhau trước đây, nhưng không ai có thể đánh bại được đối thủ, cuối cùng chỉ có thể dừng cuộc chiến mà thôi. Lúc này, Can cũng nhìn thấy Rodman, ánh mắt hắn chợt đanh lại, khóe miệng nở một nụ cười quái dị. Không ngờ mày vẫn chưa chết, Rodman, mạng mày lớn thật đấy. Can chế nhạo. Nicholas James đã bị đánh lui chỉ trong một cú đánh, sắc mặt anh ta lập tức trở nên khó coi, bị giáo chủ Can đẩy đánh ép hết lần này đến lần khác cho nên mới vô cùng tức giận. Nhưng điều khiến anh ta kinh ngạc hơn cả chính là Tần Lâm và những người khác đã thoát khỏi kiếm trận Mora rồi sao? Làm sao có thể như vậy được? Ánh mắt Laliza dần trở nên u ám, cô ta đang thua dần đều khi gặp phải hai cao thủ của hai tông giáo lớn,
cánh tay cô ta đã bị gãy nên sức lực cũng giảm đi rất nhiều, vậy nên tình hình hiện tại thật sự rất đáng lo ngại. Kẻ thù mạnh ở phía trước, bây giờ Tần Lâm và những người khác đều đã thoát được, điều này làm cho cô ta càng thêm phiền muộn. Kiếm trận Mora thật sự yếu như vậy sao? Nhưng bây giờ đã quá muộn để nói bất cứ điều gì rồi, sự xuất hiện của Tần Lâm đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của bọn họ, vốn dĩ đang làm từng bước nhưng họ đã đánh mất đi cơ hội đầu tiên, không ngờ rằng lại có chuyện bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn này. Sau khi Tần Lâm bước vào tòa thánh Vatican, thậm chí bên trong còn ẩn chứa một lượng lớn sức mạnh của tòa án tông giáo, điều này càng khiến cho bọn họ thêm bất lực. Đáng ghét! La Liza nghiến răng nghiến lợi, ngay lúc đó, tình thế lại trở nên mơ hồ. Mày thật sự có thể chịu được sao, xem ra lần này mày quyết tâm đoạt được vật tổ tận thế à? Rodman lạnh lùng nói. Đúng vậy, cho dù là ông trời đến đây thì tao cũng sẽ giết bất kỳ kẻ nào dám ngăn cản tao. Can nói rằng trong ba thế lực, hay thậm chí là bốn thế lực ngang tài ngang sức, nhưng lúc này Rodman và Lauren chắc hẳn là không có khả năng tiếp tục chiến đấu, chỉ có thể núp sau lưng Tần Lâm. Trong trận chiến này, bọn họ đều cảm thấy lo lắng như nhau, đương nhiên ngay cả khi không tham chiến cũng chưa chắc sẽ sống sót được. Xem ra khẩu khí của mày không nhỏ đấy, tòa án tông giáo có thể chống lại tòa thánh Vatican, vậy thì tao cũng muốn xem mày lợi hại như thế nào. Tần Lâm mỉm cười nói, tòa thánh Vatican có thể có nhiều tín đồ hơn tòa án tông giáo, nhưng thực lực của tòa án tông giáo cũng không hề kém hơn so với tòa thánh Vatican, giáo chủ Can cũng không phải là người đơn giản. Nicholas James căn bản không phải là đối thủ của hắn, nếu như không phải do anh xuất hiện thì có lẽ đám người La Liza đã bại trận rồi. Còn trẻ nên khẩu khí cũng vậy nhỉ, he he he, vậy thì tao sẽ cho mày một bài học, để mày biết được cái gì gọi là có trên có dưới. Giáo chủ Can nhìn Tần Lâm rồi cười nói, nhưng chiến ý lại không ngừng dâng cao. Rodman và Lauren đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng vui vẻ, Can chẳng thèm để ý đến Tần Lâm. Nhưng đến lúc bọn họ thật sự giao đấu thì hắn mới biết Tần Lâm mạnh như thế nào. Nếu không có anh thì bọn họ đã chẳng thể thoát khỏi kiếm trận Mora rồi, Tần Lâm sẽ không nể mặt giáo chủ Can đâu, có thể nói rằng tất cả mọi người ở đây đều là kẻ địch, vì chỉ người sống đến cuối cùng mới có tư cách lấy được vật tổ tận thế. Xin tiếp đến cùng. Tần Lâm nhấc kiếm lên, ánh mắt sắc như dao, đầy ý chí chiến đấu, anh cũng muốn xem kiếm vô cảnh mà anh đã lĩnh ngộ được có sức mạnh đến nhường nào. Được, vậy các người cùng lên đi, ha ha ha. Can rất tự tin về bản thân, cho dù có đối diện với tất cả mọi người cũng không lùi bước, hắn nhìn ra Rodman và Lauren đã không còn sức lực để chiến đấu nữa, nếu không thì hắn cũng sẽ không tỏ vẻ khinh thường như vậy. Can hiểu rõ sức mạnh của Rodman, nhưng một trong hai tên bại tướng Atlantis vẫn còn có một thanh niên trẻ tuổi, bản thân vẫn còn tự tin, hai phó giáo chủ bên cạnh cũng có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Kiêu ngạo thì đương nhiên phải có cái để kiêu ngạo rồi. Tần Lâm chưa bao giờ gặp người kiêu ngạo như vậy, thực lực của giáo chủ Can thì không còn gì để nghi ngờ rồi, vì vậy Tần Lâm lại càng sục sôi ý chí chiến đấu, chỉ khi tỉ thí với cao thủ thật sự thì anh mới có thể cảm nhận được thực lực của đối phương và tiến bộ nhanh chóng. Kẻ mạnh càng nhiều mới càng thú vị. Một người một kiếm, Tần Lâm phi thẳng đến chỗ Can. Giết tên kiêu ngạo này trước rồi sẽ tính sổ với các người. Tần Lâm nhìn La Liza một cái, cô ta cũng trao mày lại, nhưng nếu tên Can này ngang ngược như vậy thì giết chết hắn đi rồi tính tiếp, còn việc có giải quyết được Tần Lâm hay không thì phải xem may mắn của bọn họ rồi. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, cho dù lúc trước bọn họ đã từng là kẻ thù, nhưng bây giờ Can mới là đối tượng phải tiêu diệt của cả hai. La Liza đã biết Tần Lâm mạnh hơn rồi, kiếm trận Mora chắc là do anh phá giải, ngay cả Rodman và Lauren cũng đứng một bên xem. Bọn họ đều đã mất đi năng lực chiến đấu, hơn nữa bọn họ còn tỏ vẻ vô cùng sợ sệt Tần Lâm nữa. Giết! Giáo chủ Can hét lên một tiếng, nhảy một bước dài, hai phó giáo chủ cũng không chịu đứng yên, ba người cùng nghênh chiến, lần này Can trực tiếp giao đấu với Tần Lâm, còn La Liza và Nicholas James cũng được thả ra, trong lòng vô cùng vui mừng, áp lực ngày càng nhỏ thì bọn họ mới có thể giành được phần thắng. Giáo chủ Can tay không chiến đấu với Tần Lâm. Nhưng ngay lúc Tần Lâm nhấc kiếm lên hắn đã biết mình khinh địch rồi, tên Tần Lâm này chắc chắn không đơn giản. Kiếm vô cảnh của Tần Lâm, chém ngang không trung, thế kiếm khó có thể kháng cự, từng đường kiếm đều tỏa ra uy lực vô hạn, lúc này giáo chủ Can mới biết mình ngu xuẩn đến nhường nào, tên này có vẻ ngang tài ngang sức với hắn rồi, giao đấu như thế này thì rất khó lật ngược tình thế,
mà kế sách ban đầu của giáo chủ Can cũng không dùng được, muốn đánh bại Tần Lâm quả là việc không đơn giản. Chiến đấu quyết liệt mới có thể chiếm thế thượng phong, Tần Lâm sát ý ngút trời, không ngừng tiếp cận giáo chủ Can, từng nhát kiếm đều mạnh mẽ như vũ báo, khiến giáo chủ Can khốn nạn kia hoàn toàn bị khống chế. Tay không tấc sắt, kiếm càng ngắn nguy hiểm càng nhiều đó. Cút đi! Giáo chủ Can phi lên cao, phòng thủ nghiêm ngặt, lối đánh của hắn mang kỹ thuật mềm dẻo của phương Tây, hoàn toàn khác với võ thuật Hoa Hạ, kỹ thuật này đã đạt đến trình độ kinh khủng, độ dẻo dai của cơ thể đã đạt đến mức hoàn mỹ. Lấy lùi làm tiến, mặc dù đối diện với kẻ mạnh hiếm có như Tần Lâm, đối diện với những đường kiếm mãnh liệt kia, nhưng giáo chủ Can vẫn không hề nao núng, đủ để thấy thực lực của hắn cũng không phải tầm thường. Thực lực của giáo chủ Can rất mạnh, nhưng Tần Lâm cũng không yếu thế. Bây giờ anh đã có sự kết hợp ăn ý giữa thất tinh Long Uyên và kiếm vô cảnh rồi, giống như hổ mọc thêm cánh, sức mạnh ngày càng nâng cao hơn, mạnh hơn lúc đầu rất nhiều. Thất tinh Long Uyên xẹt một nét nghiêng, khí thế khiếp người, kiếm khí dứt khoát khiến giáo chủ Can ngày càng bị động, bây giờ cũng chẳng còn nét kiêu ngạo như lúc đầu nữa. Hai người liên tục xuất chiêu, hắn gần như mất đi thế chủ động, lùi dần về sau, không còn sức lực để đánh trả. Thất kiếm, bát kiếm, cửu kiếm. Những nhát kiếm của Tần Lâm ngày càng mạnh, thế kiếm kinh khủng khiến giáo chủ Can không thể chống đỡ được, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều phải chép miệng suýt xoa. Trong lòng Nicholas James cũng cảm thấy kinh hãi, mặc dù lúc trước khi giao đấu với Tần Lâm anh ta không phải là đối thủ của Tần Lâm nhưng Tần Lâm vẫn chưa mạnh đến như vậy, bây giờ sức mạnh của hai người đúng là một trời một vực. Chuyện xuyên nhanh, kiếm pháp hệt như phi tiên trên trời, vốn không thể chống lại. Nicholas James biết. Nếu là anh ta thì e là đã về chầu ông bà từ lâu rồi. Sao tên này lại trở lên mạnh mẽ như vậy chứ? Mặc dù kinh hãi, nhưng ít nhất là bây giờ là thanh kiếm của Tần Lâm lại không chĩa vào anh ta, nếu không thì coi như xong đời rồi. Vừa rồi giáo chủ Can phách lối ngang ngược như vậy mà bây giờ cũng lép vế, không nói được lời nào, vì hắn còn chẳng có thời gian ngoảnh đầu lại nữa là, nếu xảy ra chút sai lầm nào thì hậu quả sẽ không thể lường được. Một bên đánh đuổi. Một bên trốn chạy, bóng ma tâm lý của giáo chủ Can từ bây giờ trở đi sẽ mãi mãi không thể khống chế được, kiếm của Tần Lâm quá mạnh, mạnh đến nỗi khiến hắn nghẹt thở, mạnh đến nỗi lòng người căm phẫn. Không ai biết được lúc này áp lực của giáo chủ Can lớn đến nhường nào, hắn chỉ muốn khóc, hắn muốn trốn nhưng không trốn được. Tần Lâm hoàn toàn coi giáo chủ Can là đá thử vàng của mình, dốc toàn lực chiến đấu, giáng những nắm đấm mạnh mẽ, trận chiến vô cùng quyết liệt. Nhưng cứ như vậy thì giáo chủ Can của tòa án tông giáo chắc sẽ không gắng gượng được bao lâu nữa đâu. Tên nhóc này quá mạnh, đại tế ti, chúng ta e là không có cơ hội rồi, giữ được mạng sống là tốt lắm rồi. Lauren cười khổ, bây giờ Tần Lâm là người nắm giữ sinh mạng của bọn họ, nếu Tần Lâm có thể lấy được vật tổ tận thế thì hai người bọn họ có thể sống được là tốt lắm rồi, chẳng cần phải mưu toan cướp vật tổ tận thế làm gì vì vốn chẳng thể thực hiện được. Im lặng theo dõi trước đã. Chúng ta không động vào được đâu, Tần Lâm quá mạnh, hắn không giết chúng ta là quá may rồi. Rodman khẽ nói, bản thân là đại tế ti hoàng kim của tòa thánh Vatican, thế mà lại có lúc lại hèn nhát đến như vậy ư. Lần này có thể coi là lần xui xẻo nhất trong cuộc đời của Rodman. Lúc trước thì bị người Atlantis chơi một vố, bây giờ lại trở thành người hầu của Tần Lâm, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì ông ta không biết để mặt mũi ở đâu nữa. Bây giờ bọn họ chỉ có thể án binh bất động, không được chạy, một khi chạy là kim bạc trong người bọn họ sẽ giống như lời Tần Lâm nói, bọn sẽ chết không có chỗ chôn. Trái lại Laliza và Nicholas James lại luôn chiếm thế thượng phong, thực lực hai tên phó giáo chủ này còn kém giáo chủ Can rất nhiều, cho dù Laliza có bị thương thì vẫn dư sức để chiến đấu. Cuộc chiến vẫn đang tiếp tục, nhưng giáo chủ Can đã thật sự tính sai rồi, hắn đã không còn cách nào chống trả lại Tần Lâm. Kiếm vô cảnh dần bức ép hắn khiến hắn mất đi cơ hội, thua không còn mảnh giáp. Bịch bịch bịch, chiến thuật lấy nhu khắc cương của giáo chủ Can, nắm đấm mạnh mẽ giáng xuống cơ thể Tần Lâm nhưng không hề làm anh bị thương, Tần Lâm dốc sức chiến đấu khiến giáo chủ Can không còn sức lực để đánh trả. Ngày này năm sau sẽ là ngày chết của mày, chết đi. Tần Lâm rút kiếm chém bốn phía, kiếm khí sạch sẽ, kiếm vô cảnh kinh khủng khiến giáo chủ Can lùi lại, vẻ mặt vô cùng khó coi. Kiếm quang như sao băng, đường kiếm thần diệu. Giáo chủ. Hai tên phó giáo chủ hét lên một tiếng, trong lúc không chú ý liền bị Laliza đẩy lùi, vết thương vô cùng nghiêm trọng,
nhưng người bị thương nghiêm trọng nhất vẫn là giáo chủ Can. Giáo chủ Can long hành hổ bộ, lấy lùi làm tiến, nhưng kiếm của Tần Lâm lại không cho hắn một cơ hội nào, luôn giáng những đường kiếm hiểm vào không trung. Giáo chủ Can và Tần Lâm càng đấu càng hăng, nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng. Vẻ kiêu ngạo ban đầu đã không còn sót lại chút gì, bây giờ hắn chỉ có một lòng tin đó là còn sống, chỉ khi còn sống hắn mới có thể thua keo này bầy keo khác. Lần này tòa án tông giáo đã gửi gắm trách nhiệm quan trọng cho hắn nhưng kết quả lại nằm ngoài dự kiến, hắn đã thua thảm hại. Những tưởng là bọ ngựa bắt ve chim sẻ trực sẵn, nhưng mà hắn lại đánh giá thấp sức mạnh của tên nhóc này rồi, thanh niên thần bí đến từ Hoa Hạ đã cho hắn một bài học nhớ đời. Hay là chúng ta dừng ở đây thôi, tôi tuyệt đối sẽ không tranh giành vật tổ tận thế của cậu đâu, Can tôi nói là làm. Can trầm giọng nói, liên tục lùi lại phía sau, hoàn toàn mất đi tinh thần quyết chiến. Vừa rồi ông đâu có nói như vậy, tôi vẫn thích bóp chết nguy hiểm từ trong trứng cơ. Tần Lâm bình tĩnh nói, ánh mắt hiện lên ý nghĩ giết người. Bây giờ mới xin hàng, sao có thể, ông nghĩ tôi ngu lắm sao? Tần Lâm không lùi lại mà liên tục tấn công, thế tấn công càng mạnh hơn, nhanh như chớp, mặc dù giáo chủ Can rất mạnh anh cũng phải dốc toàn lực chiến đấu, giây phút giết chết được hắn anh mới cảm nhận được sự sung sướng thật sự. Chiến thuật mềm dẻo của Can rất mạnh nhưng hắn biết dùng chiến thuật này đối đầu với Tần Lâm thì hắn đã không còn phần thắng rồi, chẳng bằng rút lui trước khi thua hoàn toàn, cho nên hắn mới xin hàng nửa trận, nhưng Tần Lâm lại chẳng thèm đồng ý. Nếu cậu giết tôi thì cậu sẽ phải trả cái giá rất lớn. Tôi nhất định sẽ khiến cậu cũng thê thảm không kém tôi là bao. Nếu tôi xảy ra chuyện gì thì tòa án tông giáo sẽ không tha cho cậu đâu, tôi là người đứng đầu tòa án tông giáo, cậu không được giết tôi. Can đe dọa, thú thực là bây giờ hắn chỉ có thể lấy tòa án tông giáo ra để đe dọa Tần Lâm mà thôi, nếu không thì hắn sẽ bị giết chết thật mất. Vậy phải xem ông có giá trị đó không, tòa án tông giáo thì làm sao? Ông bảo chúng đến Hoa Hạ xem ai dám manh động hơn. Tần Lâm cười lạnh một tiếng, thanh gươm bắt đầu di chuyển, ép sát Can, lần này hắn thật sự đánh hơi được cái chết rồi. Giáo chủ Can liên tục lùi lại, nhưng Tần Lâm vẫn thừa thắng xông lên. Lần đầu tiên kiếm vô cảnh hung mãnh ngang ngược như vậy. Trường kiếm dài như rồng tái xuất, uy lực cuồn cuộn, mỗi nhát kiếm đều vô cùng trơn tru, không hề ngập ngừng, chuyển động như nước chảy mây trôi, liền mạch không ngắt quãng. Thập kiếm, thập nhất kiếm, thập nhị kiếm. Tần Lâm đột phá, tiếp cận từng chút, lần này giáo chủ Can đã không thể tránh được nữa rồi, kiếm của Tần Lâm quá khó để nắm bắt, hắn không thể nào tìm được, thập nhị kiếm đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Ngay giây phút đó, nắm đấm mạnh mẽ của giáo chủ Can cũng đánh vào lồng ngực của Tần Lâm, sức mạnh kinh khủng, nhưng đáng tiếc là lúc tiếp xúc với cơ thể Tần Lâm sức lực của hắn đã mất hoàn toàn, cơ thể của hắn đã không thể siết chặt nắm đấm đó nữa rồi. Khoảnh khắc đó, chính giữa trái tim, giáo chủ Can không ngờ rằng Tần Lâm lại ra tay không để lại chút dấu vết gì như vậy, thoải mái, vô hình, vô ảnh như vậy. Đi chết đi! Tần Lâm nhấc kiếm lên, máu tươi bắn tung tóe trong không trung. Xung quanh không khỏi biến sắc, cao thủ tuyệt đỉnh của tòa án tông giáo, đại giáo chủ Can lại bị một kiếm của anh giết chết, quá đáng sợ. Tần Lâm lảo đảo lùi về sau hai bước, sắc mặt tím tái, ho khan hai tiếng, nếu nắm đấm cuối cùng đó đánh thật vào cơ thể anh thì không chết cũng tàn tật, may mà kiếm vô cảnh của anh cao hơn một bậc. Lúc này Nicholas James và Laliza cũng vừa giải quyết xong hai tên phó giáo chủ, dương mắt lên nhìn, lần này mục tiêu của Tần Lâm đang nhắm về phía bọn họ. Rodman hít một hơi dài, bà nó, trời đất quỷ thần, may mà ông đây không đối đầu với Tần Lâm, xem ra lần này gặp chuyện lớn rồi, quan trọng nhất là tên nhóc này lúc trong kiếm trận Mora lại tiến bộ nhiều như vậy, đúng là không thể tưởng tượng được. Rodman đã thật sự thấy được sự đáng sợ của Tần Lâm, tên nhóc này chỉ có đại tế ti hoàng kim lợi hại nhất của tòa thánh Vatican may ra mới có thể chiến đấu cùng được. Xem ra không lựa chọn Tần Lâm là kẻ thù là một quyết định sáng suốt. Giáo chủ Can ngông cuồng đã chết rồi, khiến Rodman càng thêm bùi ngùi. Sự thật đã chứng minh muốn sống lâu thì nên khiêm tốn mới là điều quan trọng, làm màu chỉ bất lợi hơn mà thôi. Nhưng lúc này người nên cảm thấy tuyệt vọng nhất phải là hai người Atlantis kia mới phải. Bây giờ có lẽ đến lượt hai người rồi. Tần Lâm thản nhiên nói. Mày muốn giết chúng tao, tao không phủ nhận. Nhưng không có chúng tao mày không mở được đá cách thế cho nên giết hay không mày suy nghĩ cho kỹ. Trong ánh mắt Laliza không có chút sợ hãi nào, cô ta dám đối đầu với Tần Lâm vì cô ta có thứ để dựa vào.
đá cách thế. Tần Lâm trao mày rồi nhìn về nơi tảng đá sâu nhất đại điện, trên tảng đá chạm long khắc phượng phủ kín bằng những đường vân, hơn nữa còn có những con chữ mà anh không biết, tảng đá đen như mực hoàn toàn không ăn ý với cung điện màu trắng. Tảng đá màu đen giống như một bức tường nằm ngang ở đây, thực sự rất khác lạ, Tần Lâm hơi lắc đầu, chắc đó là đá cách thế, Phật tổ tận thế ở sau tảng đá đó chăng? Tần Lâm không biết nhưng anh không dám cược, một khi thua thì sẽ không thể mở đá cách thế, như vậy sẽ không lấy được Phật tổ tận thế mất. Cung điện băng Côn Luân rất có khả năng là kiến trúc kết hợp giữa nền văn minh Maya và nền văn minh Atlantis, hoặc là một trong hai nền văn minh kia, cho nên người Atlantis quen thuộc nơi này hơn anh nhiều, lúc trước Laliza nhốt anh vào trong kiếm trận Mora là minh chứng rõ ràng nhất. Chỉ là Tần Lâm trong cái rủi có cái may. Không chỉ phá được kiếm trận mà còn nhận được kiếm pháp tuyệt thế như kiếm vô cảnh, Tần Lâm biết kiếm pháp này vô cùng quý giá, trong lòng anh đầy những ngạc nhiên, đây cũng được coi là di vật đỉnh cao của nền văn minh trước để lại, đến người Atlantis cũng chưa từng biết tới. Laliza nói đúng, bây giờ Tần Lâm chỉ có thể tin cô ta. Có rất nhiều thứ Tần Lâm có lẽ không biết nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại, giống như bây giờ vậy nền văn minh Atlantis, thực sự đặc sắc hơn nền văn minh của loài người. Cho dù dưới cung điện băng tuyết vẫn vô cùng sắc sảo, khiến người ta không khỏi suýt xoa. Trên đá cách thế có những chữ khác, Tần Lâm hoàn toàn không biết, vậy mà người Atlantis lại có thể giải được chứng tỏ, bọn họ vẫn không quên nền văn minh của tổ tiên. Chính điều này cũng sẽ cứu bọn họ một mạng. Mở đá cách thế ra tao sẽ không giết mày. Tần Lâm liếc nhìn Laliza. Tần Lâm khẽ cười, cô ta biết Tần Lâm không dám đặt cược. Bên trong đá cách thế có vật tổ tận thế hay không vẫn còn là một ẩn số, nhưng nếu trong đó không có thì có lẽ bọn họ đã đi không một chuyến rồi. Mong là mày sẽ giữ lời hứa, tao tin mày. Laliza từ từ lại gần đá cách thế, lúc này Tần Lâm cũng không thấy lo lắng gì, vì điều anh băn khoăn là nhỡ Laliza có chơi anh một vố muốn chạy thoát thì cũng không đơn giản như vậy đâu. Hai người ra tay được rồi đấy. Tần Lâm nhìn đá cách thế, rồi nhìn Rodman và Lauren. Hai người chỉ đành cười khổ rồi bước đến, sao bọn họ không sợ Laliza chơi bẩn được chứ? Mau lên, chẳng lẽ tao lại phải mời mày mở cửa nữa à? Tần Lâm nhìn về phía Laliza rồi cười nói. Ánh mắt Laliza lạnh lùng, đôi mắt xinh đẹp như yêu nữ, vô cùng sâu sắc, hứng thú nhìn Tần Lâm rồi quay người đi về phía vách đá khổng lồ kia. Laliza không nói dối, đây đúng thật là đá cách thế. Nếu không có ký hiệu chữ khác Atlantis đặc thù thì không thể mở được, mà đá cách thế vô cùng kiên cố, không thể nào dùng sức người để mở đá cách thế được. Cung điện ngầm của Atlantis bọn họ cũng có một tảng đá cách thế, nhưng không to lớn như tảng đá này, độ cứng của đá cách thế cho dù dùng tia laser để cắt cũng chỉ được tốc độ rất chậm, thậm chí một miếng nhỏ cũng phải mất đến nửa tháng, cho nên bọn họ muốn mở đá cách thế đúng là khó như lên trời. Tảng đá này là thiên thạch trên trời. Vốn không phải là đá trên trái đất, cho nên rất ít, rất quý giá. Tảng đá cách thế này được đặt trong cung điện băng chục triệu năm đúng là quá quý giá. Nhưng muốn di chuyển tảng đá cách thế lớn như thế này Tần Lâm cũng không dám tưởng tượng, cho dù máy bay trực thăng cũng chẳng di chuyển nổi, dùng máy móc khác lại càng không có khả năng. Laliza cẩn thận đứng trước đá cách thế, bên trên có vô số những chữ cái, Laliza cùng chạm nhẹ vào những chữ cái đó giống như đang hành lễ. Cũng giống như tránh né cái gì đó, đôi tay giơ lên cùng hành động. Chưa tới 2 phút sau, Laliza đã từ từ lùi lại đằng sau, Tần Lâm nhìn chằm chằm vào cô ta, sợ cô ta sẽ làm điều gì dại dột. Nhưng chuyện mà Tần Lâm không hề xảy ra, tảng đá cách thế khổng lồ kia dần hạ xuống, một luồng ánh sáng màu vàng chiếu ra ngoài, tất cả mọi người đều nheo mắt lại, đứng nhìn từ xa. Đằng sau đá cách thế là một cung điện vàng nhỏ. Trưng bày rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật mà có một số thứ Tần Lâm chưa nhìn thấy bao giờ, vì là đồ của nền văn minh trước nên anh chắc chắn không thể biết rồi. Ở trong đây tất cả đều được làm từ vàng nguyên chất, cả cung điện lớn cũng như vậy. Đúng là nguy nga lộng lẫy quá. Tần Lâm suýt xoa nói, nhưng điều khiến anh kích động nhất chính là vật tổ tận thế màu đen được đặt ở hộp vàng chính giữa vị trí trung tâm. Ở đó, đó chính là vật tổ tận thế. Nicholas James ngạc nhiên kêu lên một tiếng, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn vào nơi đặt vật tổ tận thế màu đen. Hai người đem vật tổ tận thế qua đây. Tần Lâm nói. Lauren bước tới, giơ tay ra định lấy nhưng giây tiếp theo một nguồn năng lượng nóng bỏng lập tức khiến gã thất thần. À! Sau khi kêu lên một tiếng Lauren lùi lại đằng sau theo bản năng,
mặt mũi tái mét, bàn tay gã giống như bị một ngọn lửa lớn thiêu đốt vậy, khô quắt lại, nguồn năng lượng kia kinh khủng quá. Tay của tôi. Lauren biến sắc, cả cơ thể run lên bần bật, ánh mắt đầy sợ hãi hoang mang. Đúng là có điều mờ ám. Trong lòng Tần Lâm âm trầm, may mà có hai tên này thay anh chịu trận, nếu không anh cũng sẽ bị thương mất. Bàn tay của Lauren khô quắt lại, không ai biết được đó là thứ gì mà có thể thiêu cháy cả bàn tay của gã, quá là kỳ lạ. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tần Lâm nhìn Laliza, ánh mắt cô ta cũng rực cháy. Chắc là nguyên thạch mặt trời, ở dưới vật tổ tận thế có một cái đế được làm từ nguyên thạch mặt trời, thứ đó vô cùng đáng sợ. Laliza nói với vẻ lo lắng, rõ ràng cô ta cũng giấu kín câu chuyện nguyên thạch mặt trời ở dưới vật tổ tận thế. Nguyên thạch mặt trời rốt cuộc là thứ đồ gì? Trong sách cổ của Atlantis chúng ta có ghi chép, nguyên thạch mặt trời là thiên thạch ở bề mặt mặt trời, nhiệt độ ở trên mặt trời cũng không thể nóng chảy được nó. Nó đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng, có lẽ vì va chạm với hành tinh khác hoặc tự nó di chuyển nên mới rơi xuống trái đất, vô cùng lợi hại. Vì nhiệt độ bên ngoài của nó lên tới 1000 độ, cho dù trải qua bao nhiêu năm cũng không hề biến mất, nó ở bề mặt mặt trời quá lâu nên nhiệt độ của nó luôn cố định. Laliza trầm giọng nói, nguyên thạch mặt trời đúng là không tầm thường. Vậy phải làm sao? Tần Lâm chau mày. Chỉ có thể dùng tay để lấy, nếu không cẩn thận chạm vào cơ quan bên cạnh, tao cũng không dám đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Laliza đứng ở bên cạnh nhìn rất lâu mà không ra tay, cho nên chắc chắn cô ta cũng rất sợ hãi. Tần Lâm trầm ngâm gật đầu, đúng là như vậy, nhiễu động vào cơ quan gì đó thì xong đời rồi. Đây cũng là lý do tổ tiên năm đó không muốn người khác làm phiền đến di tích để lại. Tần Lâm lại nhìn Lauren, vẻ mặt Lauren đau khổ. Khổ cho ông rồi. Tần Lâm cười nói. Tại sao lại là tôi? Tại sao, tôi đã trêu ai hả? Sắc mặt Lauren đen lại. Nếu ông không lấy thì tôi chỉ còn cách giết ông thôi, cho nên, làm phiền ông một chút. Cũng có chết được đâu, sợ cái gì? Tần Lâm nói. Nghe xem. Đây có phải câu mà người nói không? Lauren lôi 18 đời tổ tiên nhà Tần Lâm ra chửi một lần, nhưng vẫn phải cắn chặt hàm răng, so với cái chết, chút thương tích này là gì đâu, cùng lắm thì sau này làm người tàn tật, nhưng nếu không đi lấy thì gã sẽ chết ngay bây giờ mất. Lauren nhìn về phía đại tế ti hoàng Kim Rodman, ông ta cũng trợn mắt nhìn gã. Cậu nhìn tôi làm gì? Chẳng lẽ để tôi đi lấy à? Rodman bực mình nói, Lauren nghiến răng nghiến lợi. Không đi cũng phải đi. Hít sâu một hơi, chịu đựng cơn đau thấu xương thấu tủy, năng lượng nóng bỏng kia gần như đã thiêu cháy cả bàn tay gã, khiến Laliza cũng phải dùng mình, quá đau khổ rồi đó, đúng là làm khó Lauren mà. Tần Lâm chăm chú nhìn Lauren, gã không ngừng kêu lên, chỉ trong chốc lát đã cầm được vật tổ tận thế, nhưng bàn tay của gã cũng teo lại không còn chút máu nào, có thể nhìn thấy bàn tay của gã đã hoàn toàn bị thiêu biến dạng rồi, chỉ còn lại thịt và dầu mỡ. Đúng là khiến người ta sởn tóc gáy. Tốt, đáng khen. Tần Lâm cười nói, đúng lúc anh định tiến lên để lấy vật tổ tận thế thì một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện đằng sau anh. Rất nhanh. Tần Lâm chỉ cảm thấy tốc độ này quá đáng sợ, nếu không phải anh đã đả thông 6 kinh mạch, tai mắt nhanh nhạy thì lần này đã ngã nhào xuống rồi. Cút đi. Tần Lâm tức giận gầm lên, nhưng bản thân vẫn bị đẩy lùi hơn 10 bước, sắc mặt vô cùng khó coi. Giây tiếp theo. Một bóng áo lam bất ngờ xuất hiện trước mặt mọi người. Cơ thể của hắn vô cùng cao lớn, không hề kém Nicholas James chút nào, đôi mắt xanh thẳm, khí thế vô cùng dũng mãnh. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi, một chiêu mà đã đẩy lùi được Tần Lâm, mặc dù Tần Lâm chưa kịp chuẩn bị gì những điều này vẫn là quá đáng sợ. Người này chắc chắn không đơn giản. Rodman thở dài trong lòng, cao thủ ngày càng nhiều, rốt cuộc là có bao nhiêu người đang ẩn nấp ở đây vậy? Người mặc áo xanh nhìn thẳng vào Tần Lâm, ánh mắt lạnh lẽo. Muốn động vào đồ của Atlantis chúng tao, mày không xứng. Tao sẽ lấy vật tổ tận thế. Mạnh quá. Cảm giác đầu tiên của Tần Lâm là thực lực của người này quá mạnh, uy lực cũng rất lớn. Anh không biết giữa bố và người này ai mạnh ai yếu nhưng áp lực mà người này mang đến là không thể nghi ngờ. Có lẽ bố anh chưa từng tỏa ra áp lực hung ác như thế này bao giờ, anh chưa từng cảm giác bị áp bức đến thế. Nhưng áp lực của người này lại mang đến dường như đã đạt đến mức cao nhất, trong mắt ông ta chỉ có một ý nghĩ đó là giết chết anh. Nỗi căm hận kia đến từ trong xương cốt, giống như có thâm thù đại hận với anh vậy,
Tần Lâm chau mày lại, giống như gặp phải kẻ địch lớn vậy. Tôi nhớ ra rồi, là ông ta, Long kỵ sĩ của Atlantis, Stellar. Rodman đột nhiên biến sắc, nhìn ông ta với vẻ khó tin. Chính là ông ta. 20 năm trước Rodman đã từng theo giáo Hoàng Đại Nhân nên đã thấy ông ta một lần rồi. Trong lòng Rodman dâng lên một nỗi sợ hãi, thực lực của người này mạnh hơn mình rất nhiều, không ngờ lần này Atlantis lại phái ông ta tới đây. Bố! Laliza kinh ngạc kêu lên, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, những tưởng lần này phải trở về tay trắng, có khi không còn tính mạng mà trở về nữa, có bố ở đây thì tất cả đều có thể giải quyết hết rồi. Hoàng đế! Nicholas James khom người nói, vẻ mặt đầy sự kính trọng. Hoàng đế, chính là vua chỉ đứng sau nữ hoàng bệ hạ Atlantis, mục tiêu của anh ta là vị trí của Stellar ngày hôm nay, chỉ cần anh ta và Laliza ở bên nhau thì mai sau anh ta cũng sẽ trở thành hoàng đế. Ở Atlantis, sự tồn tại của vua là để tiếp nối dòng dõi hoàng gia Atlantis, luôn được mọi người tôn trọng, hơn nữa mỗi đời vua chỉ có thể là dũng sĩ xuất sắc nhất của Atlantis mới có thể xứng đôi với nữ hoàng của Atlantis, như vậy mới có thể bảo đảm nữ hoàng tiếp theo được sinh ra có tư chất và thực lực mạnh mẽ. Nicholas James sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mặc dù dân số của Atlantis chưa đến 50.000 người nhưng anh ta là một trong những người mạnh mẽ nhất, và cũng là đệ nhất dũng sĩ của Atlantis ở thời điểm hiện tại. Nhưng so với Stellar thì anh ta vẫn còn thua kém nhiều, dù gì anh ta cũng mới hơn 20 tuổi mà thôi. Bóng người đó vô cùng vĩ đại, Nicholas James thầm thề rằng, bản thân nhất định sẽ trở thành hoàng đế, dưới một người trên vạn người. Bố, Tần Lâm ngây người, thì ra người này là vua của Atlantis, cũng là bố của Laliza, chẳng trách cơ thể lại mạnh mẽ, sức mạnh khiến người khác kinh người như vậy, khiến Tần Lâm vô cùng kinh ngạc. Người Atlantis đúng là có cơ thể và sức mạnh khác với người thường, điều này Tần Lâm phải thừa nhận, người đàn ông này chính là minh chứng tốt nhất. Ở trước mặt ông ta, Tần Lâm cảm nhận được một luồng áp lực khổng lồ, hơn nữa ông ta đã nhắm mình làm mục tiêu rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với anh. Tần Lâm nâng cao cảnh giác, thấy Rodman hoảng sợ như vậy anh cũng có thể đoán được, vị vua Atlantis này có sức mạnh không tầm thường. Hai đứa làm bố có chút thất vọng đấy. Nếu hôm nay mẹ con đến thì con xong đời rồi. Stellar hơi chau mày, lạnh lùng nói, nhưng trong ánh mắt vẫn có một chút dịu dàng. Laliza bĩu môi, mẹ rất nghiêm khắc với cô ta, chỉ có bố mới dịu dàng với cô ta, may mà hôm nay bố đến không thì cô ta thảm rồi. Lúc này Stellar nhìn về phía Tần Lâm, thản nhiên nói với giọng u ám. Bây giờ quỳ xuống chịu chết thì tao sẽ giữ cho mày được toàn thây, nếu không tao sẽ ngũ mã phanh thây mày ra. Tần Lâm tức chết, ông ta coi anh là cá nằm trên thớt sao, ông nghĩ ông là ai? Nhưng lão già này giả vờ cũng giống lắm. Ông cảm thấy ông chắc chắn có thể giết tôi sao? Tần Lâm cười lạnh, nhưng điều khiến Tần Lâm khó hiểu là, không biết ông ta có thâm thù đại hận gì với anh mà lại muốn băm vằm xương sốt của anh ra như vậy. Mày thấy sao, tao muốn giết mày thì dễ như trở bàn tay. Nếu mày dám làm loạn thì mày sẽ chết rất thảm. Stellar lạnh lùng nói. Không thể phủ định ông rất mạnh, nhưng ông nói phét cũng to đấy, muốn giết tôi phải xem bản lĩnh của ông đến đâu kìa, miệng lưỡi lợi hại thì là cái thá gì. Sinh sớm hơn tôi có vài chục năm mà tôi phải sợ ông sao? Xin lỗi, tôi không có thói quen kính dạ yêu trẻ đâu, muốn giết tôi sao? Ok, lên đi, tôi sẽ tiếp ông đến cùng. Vẻ mặt Tần Lâm vô cùng nghiêm túc, mặc dù mồm miệng như vậy thôi, nhưng anh không dám thiếu cảnh giác, tên Stellar này anh không nắm chắc được phần thắng. Cho nên phải vô cùng cẩn thận mới được. Đúng là không biết tự lượng sức mình, vua Atlantis của chúng ta muốn đối phó với loại mày chỉ đơn giản như việc uống nước thôi, bây giờ mày còn không quỳ xuống lát nữa mày sẽ biết phải chết thảm hại biết bao nhiêu. Nicholas James híp mắt nói, lúc trước bị Tần Lâm chèn ép không ngẩng nổi đầu, bây giờ cuối cùng cũng có thể phản kích lại rồi, lúc này anh ta mong cho đức vua mau giết chết tên Tần Lâm kia rồi băm thây hắn ra mới hả lòng hả dạ. Ánh mắt Laliza có chút phức tạp, giết Tần Lâm không phải chuyện gì to tát, nhưng điều cô ta cảm thấy kỳ lạ là tại sao bố lại căm ghét Tần Lâm đến vậy, giống như có thâm thù đại hận gì vậy, trong trí nhớ của cô ta, bố chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy. Niềm vui và cơn giận lẫn lộn, nhưng hôm nay ông ta đã thể hiện sát ý vô cùng mãnh liệt, dường như không giết Tần Lâm thì sẽ không quay đầu vậy. Bại tướng mà cũng dám ăn nói ngông cuồng như vậy sao? Xem ra không giết chết mày là sai lầm của tao rồi.
Tần Lâm lạnh lùng nhìn Nicholas James, tên nhóc này đúng là con bọ chét, loại người này chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Nicholas James hừ lạnh một cái, không nói nữa nhưng trong lòng anh ta vui sắp nở hoa rồi, Tần Lâm chắc chắn sẽ chết, điều này là điều tất yếu không thể tránh được. Steller lắc đầu, vẫn lạnh lùng nói. Đúng là đồ không biết điều, xem ra mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi, cũng được, để tao tiễn mày lên Tây Thiên, để cho mày biết trên đời này núi cao còn có núi cao hơn. Mày không xứng được sống trên đời này. Steller từng bước tiếp cận Tần Lâm, sát ý ngút trời. Tôi muốn biết, tại sao ông lại căm hận tôi như vậy? Tần Lâm chau mày, cuối cùng cũng không nhịn được đặt câu hỏi, bà mẹ nó, tôi trêu chọc hay đào mả tổ nhà ông vậy? Cứ làm như ông là chủ tể trên trái đất không bằng, muốn giết ai là giết người đó. Vì mày là con trai của hắn. Steller nói, trong ánh mắt như có hàng chục nghìn con dao phóng về phía Tần Lâm vậy, hận không thể giết anh càng nhanh càng tốt. Ông có thù với bố tôi. Tần Lâm nheo mắt lại. Chẳng có lẽ bố tôi cắm sừng ông. Steller như bị nói trúng tim đen, đôi mắt đỏ ngầu, trừng mắt nhìn Tần Lâm, lời của Tần Lâm khiến ông ta càng kích động hơn. Mày chết chắc rồi. Ánh mắt Steller rực lửa. Mối thù giữa tao và Tần Trì là mối thù không đợi trời chung. Hôm nay tao phải giết mày để Tần Trì phải sống trong tuyệt vọng và đau khổ mãi mãi. Tao phải rút gân lột da mày. Cơn thịnh nộ của Steller khiến Tần Lâm hoang mang. Chẳng lẽ anh đoán đúng rồi sao? Bố anh thật sự cắm sừng ông vua Atlantis này thật sao? Chẳng sẽ đến nữ hoàng của Atlantis cũng bị bố mình hấp hồn. Xong rồi. Thẹn quá hóa giận sao? Tần Lâm nói xong thì Steller cũng xông đến, sát ý ngút trời. Cái này, Tần Lâm cảm thấy khó tin, nếu thật như vậy thì bố đúng là quá đỉnh. Bị anh đoán trúng thật rồi. Tần Lâm biết, ông ta dồn hết sự căm ghét bố anh lên người anh, từ lúc ông ta xuất hiện, ông ta đã biết anh là con trai Tần Trì, cho nên mới căm ghét anh như vậy. Cái này là không đánh đã khai sao? Ông thừa nhận rồi đúng không? Tần Lâm vừa cười vừa nói, lấy lùi làm tiến, cố ý kích động Steller, ông già này đã đè nén nỗi căm thù này từ lâu, bị Tần Lâm nói chúng nên đã bùng nổ hoàn toàn. Khóe miệng Laliza hơi co rút, cái quái gì vậy? Xem ra giữa bố cô ta và bố Tần Lâm chắc chắn có mâu thuẫn tình cảm gì đó, nếu không bố cô sao lại nổi giận như vậy chứ? Thằng nhãi, chết đi! Steller dùng một tay đoạt lấy cây quyền trượng biển sâu trong tay Nicholas James. Rồi xông thẳng đến chỗ Tần Lâm, năng lực kinh khủng, dễ dàng đánh bại đối thủ, đẳng cấp hoàn toàn khác với Nicholas James, uy lực bá đạo như vậy khiến Tần Lâm vô cùng kinh ngạc. Tôi thấy ông không dám đối mặt với chính bản thân mình đó, ha ha ha. Tần Lâm vừa giao đấu với Steller vừa nói chuyện với ông ta khiến ông ta tức sôi máu, mỗi đòn đánh đều giống như sấm sét trên trời, muốn đánh chết Tần Lâm phải chịu hết đòn này đến đòn khác. Vụn đá bắn tứ tung khiến Tần Lâm khổ sở chống trả, tình thế vô cùng hỗn loạn. Sắc mặt Tần Lâm vô cùng u ám, những chiêu tấn công của Steller khiến anh không thể chống đỡ được, mỗi chiêu thức đều mạnh mẽ hoàn hảo không một khe hở, không giống như đánh một cách tùy tiện, liều lĩnh chắc chắn là điểm yếu của Tần Lâm, mỗi cú đánh giáng xuống đều như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, Tần Lâm không dám lơ là. Thất kiếm, bát kiếm, cửu kiếm, Tần Lâm sử dụng kiếm vô cảnh. Mũi kiếm sắc nhọn di chuyển nhanh như chớp, nhưng lần nào cũng bị Steller phá được, hoàn toàn không thể tiếp cận được ông ta, vì thực lực của ông ta quá mạnh, có thể đè bẹp anh, tốc độ cũng rất nhanh, Nicholas James thua vì tốc độ, nhưng Steller thì không có chút rào cản nào. Tốc độ chính là sở trường của ông ta, cơ thể cường tráng, thực lực mạnh mẽ lại thêm tốc độ kinh người thì đúng là quá khủng khiếp. Ông bị cắm sừng mà vẫn mạnh quá nhỉ, hóa đau thương thành năng lượng sao? Ha ha ha, Tần Lâm vừa đánh vừa lui, kiếm của anh cũng không hề tầm thường, kiếm vô cảnh có thể tạm thời kéo dài trận chiến giữa anh và Steller nhưng Tần Lâm biết anh đã kiên trì quá lâu rồi. Cho nên anh mới phải không ngừng công kích ông ta, nếu ông già này càng rối loạn thì có lẽ anh mới có con đường sống. Khốn nạn, mày muốn chết à? Trong lòng Steller đã nổi cơn thịnh nộ từ lâu, tên Tần Lâm này không ngừng công kích ông ta, khiến tâm trạng ông ta rất khó nói. Nhưng điều khiến Tần Lâm không ngờ tới là anh càng chọc giận Steller thì ông ta lại càng lợi hại hơn, càng hung ác hơn, cho dù thế nào cũng phải dồn anh vào con đường chết. Steller khua cây quyền trượng biển sâu trong tay, thất tinh long uyên của Tần Lâm hoàn toàn không thể chống đỡ được sự bá đạo của ông ta, chỉ có thể phòng ngự một cách bị động,
nhưng vết thương của anh không ngừng chảy máu, hơi thở cũng ngày càng không ổn định. Tần Lâm thở hổn hển, vẻ mặt vô cùng khó coi, cả cơ thể đều bị thương vô cùng nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng cũng đảo lộn, ông già quá kinh khủng, anh không ngờ rằng Stellar lại hung hãn như vậy. Tần Lâm liên tục tháo chạy, anh biết rằng tình cảnh bây giờ của mình quá khó, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ chết. Phải nghĩ ra kế sách gì đó để bảo toàn tính mạng. Vết thương của Tần Lâm ngày càng nặng, sức mạnh của anh cũng hao tổn nhiều, anh sắp không giữ chắc được kiếm nữa rồi, một khi không giữ được kiếm nữa thì đồng nghĩa với việc chết. Kiếm còn thì người còn, kiếm mất thì người mất. Phải nói rằng sức mạnh của Stellar vượt qua ngoài dự tính của anh, nên bây giờ anh mới trở nên bị động như thế này, vừa rồi anh còn công kích Stellar khiến ông ta càng thêm lợi hại, đúng là gậy ông đập lưng ông. Lúc này Tần Lâm đã bị nội thương rất nghiêm trọng, khóe miệng rơm rớm máu tươi, anh quẹt máu trên khóe miệng, trong ánh mắt đầy sự hoang mang. Sao không nói nữa, nói tiếp đi, hôm nay tao sẽ cho mày biết mùi vị chết không toàn thây, chết không chỗ chôn là như thế nào, đến lúc đó Tần chỉ chắc chắn rất đau khổ, ha ha ha. Stellar cười lớn rồi nói, khuôn mặt trở lên vô cùng dữ tợn, không ngờ trước đây bố anh đã tổn thương ông ta nhiều như vậy. Trong lòng Laliza nghi ngờ không tin, nhưng chuyện hơn 20 năm trước ai mà nói rõ cho được. Bây giờ cô ta cũng rất hoang mang, tình trạng của bố hôm nay có hơi quá đà, cô ta chưa bao giờ thấy tình cảnh này trước đây, tuyến phòng ngự tâm lý của bố đã hoàn toàn bị Tần Lâm phá vỡ, trừ khi những gì Tần Lâm nói đều là sự thật, nếu không sao bố lại để ý đến như vậy. Không chỉ có Laliza mà Nicholas James cũng ngây ngốc, trong lòng anh ta vua luôn là người tao nhã. Là người khiến anh kính phục nhất, chẳng lẽ vô thật sự bị cắm sừng sao? Chuyện này đúng là khó nói, hơn nữa nếu là thật thì đây sẽ là nỗi nhục lớn nhất của Atlantis, chuyện này có người đàn ông nào mà không để ý chứ? Nếu hoàng đế tức giận như vậy, hung ác như vậy thì chuyện này 8-9 phần là thật rồi. Nicholas James nhìn về phía công chúa điện hạ, Laliza cũng đưa mắt nhìn Nicholas James. Chuyện này trời biết đất biết, tôi biết anh biết. Tôi hy vọng sẽ không có người thứ ba biết. Laliza trầm giọng nói. Nicholas James gật đầu, anh ta chắc chắn không dám ăn nói lung tung, đó là nữ hoàng bệ hạ của Atlantis, dù có phải thật hay không thì vẫn là mẹ vợ tương lai của mình, làm vậy thì không phải tự tìm cái chết sao? Chết đi! Stellar hét lên một tiếng, cây quyền trượng mạnh mẽ giáng xuống, Tần Lâm tái người, nhấc cây kiếm lên đỡ, nhưng kết quả là vẫn bị cây quyền trượng biển sâu giáng thẳng vào vai. Đến thất tinh long uyên cũng đập vào người. Máu tươi phun ra. Lâm tự quyết, bất động minh vương ấn. Đôi tay Tần Lâm chuyển động, chắp lại, ấn quyết kinh khủng lập tức xuất chiêu dễ như trở bàn tay. Stellar ra một trưởng chống trả Tần Lâm, hai người đều lùi về phía sau mấy bước, nhưng nét mặt Tần Lâm lại càng khó coi hơn. Mặc dù trưởng đó hai người đều cân sức cân tài nhưng cơ thể anh vốn đã bị thương nên chịu một lực tác động mạnh như vậy lên cơ thể khiến khí huyết sôi trào. Trên vai rỉ máu tươi. Cửu tự chân ngôn của mày còn yếu hơn bố mày nhiều. Hôm nay là ngày chết của mày đó. Stellar tiến lại gần Tần Lâm. Vẻ mặt Tần Lâm u ám, vội điểm huyệt huyệt đạo trên cơ thể. Ánh mắt âm trầm, nghiến chặt răng. Nói đi, sao không nói nữa, mày thích nói lắm cơ mà. Hôm nay tao phải xé rách cái mồm mày ra mới được. Ánh mắt Stellar sắc như dao, khóe miệng nhếch lên. Xem ra ông cũng chỉ là bại tướng dưới tay bố tôi, rác rưởi như ông không thể đánh đồng với bố tôi được, còn ông chắc cũng chỉ là vật cưng của nữ hoàng bệ hạ Atlantis mà thôi, ha ha ha. Tần Lâm lạnh lùng nói, cho dù đến giây phút này anh vẫn không chịu cúi đầu. Cái chết ngày càng tới gần. Chết đi. Stellar nổi cơn thịnh nộ, không thể kìm chế cơn giận nữa. Nhưng cây quyền trượng lại khựng lại khi gần sát đầu Tần Lâm. Mày có tiền đồ chút được không, lại đi bắt nạt trẻ con, có giỏi thì tìm Tần chỉ kia. Một âm thanh lạnh lùng cất lên bên tai Tần Lâm, một bóng đàn ông như núi cao tay cầm cây kiếm đang chặn đứng cây quyền trượng biển sâu. Ai đó? Tim Tần Lâm trầm xuống, là ai cứu anh? Người đàn ông đó sao có cảm giác thân quen đến thế? Là mày. Ánh mắt của Stellar vô cùng lạnh lùng, lúc này, lòng ông ta trầm xuống, người đàn ông dùng một tay nhấc kiếm. Đẩy quyền trượng biển sâu của Stellar ra. Một tay một kiếm mà có thể đẩy Stellar phải lùi lại, người này rốt cuộc là ai? Nicholas James và Laliza đều sững sờ, người đàn ông trung niên này khiến bọn họ khiếp sợ,
thực lực của ông nhất định mạnh hơn bố Stellar của cô ta. Thời khắc đó, trong mắt của Tần Lâm dần co rút lại, thanh kiếm người đàn ông cầm trong tay không thua kém gì thất tinh long uyên của anh, thậm chí còn mạnh hơn. Thanh kiếm lớn khủng bố, cổ kính ngạo nghễ, hơn nữa vô cùng giản dị, khiến cho người ta cảm thấy như trở về nguyên trạng, loại cảm giác này khiến Tần Lâm vô cùng sốc. Đó là, kiếm của Uy Đạo, Thái A. Một trong thập đại danh kiếm của Hoa Hạ, thậm chí còn trên cơ thất tinh long uyên của anh, thanh kiếm như này đã được truyền lại cả nghìn năm, khiến cho người ta cảm thấy sơ xác tiêu điều lạnh lẽo. Kiếm kinh khủng, người càng kinh khủng. Lauren hít một hơi lạnh, nhìn Rodman, đại tế ti hoàng kim của mình mặc dù không mạnh nhưng quen biết không ít người. Đại tế ti, người này là ai? Rodman lẩm bẩm nói, sự sợ hãi trong ánh mắt của ông ta đã thể hiện rõ vấn đề. Ông ta là thần thoại của Hoa Hạ, thiên tài tuyệt thế, 20 năm trước ở Hoa Hạ, uy danh của ông ấy khiến cho người người khiếp sợ. Sắc mặt Lauren trầm xuống, liếc mắt nhìn, mãi mà không nói được câu gì. Rodman nghiến răng nói, người đàn ông này rõ ràng đáng sợ hơn Stellar. Đỉnh cao của võ đạo Hoa Hạ, hạng một bảng rồng, ông ta là người mà tòa thánh Vatican không dây nổi. Người đàn ông này rốt cuộc là ai, Tần Lâm cũng không biết. Nhưng ông là người Hoa Hạ, hơn nữa còn ra tay cứu mình, nhất định không đơn giản. Sau khi nghe xong lời Rodman nói, sắc mặt Tần Lâm càng kinh ngạc hơn. Hạng một bảng rồng. Thực sự là hạng một bảng rồng sao? Đỉnh cao của võ đạo Hoa Hạ. Thực lực của người đàn ông này mạnh mẽ thấy rõ, lúc này, Tần Lâm mới biết thế nào là kẻ mạnh thật sự. Hai chữ kẻ mạnh, không phải có thể nói bằng mồm, mà khi đứng trên vị trí đó. Tạo ra cảm giác uy nghiêm cho người khác, đây mới là kẻ mạnh thật sự. Khi Tần Lâm nhìn về phía Long Phù Đồ, ông ấy như một phiến đá vĩnh cửu bất biến đứng ở đó, cảm giác ông ấy tạo ra khiến anh cảm thấy rõ ràng hơn Stellar, khí thế hơn Stellar. Đây là hạng một bảng rồng, Tần Lâm cười gượng, có vẻ như mình còn cách hạng một bảng rồng xa lắm. Stellar trầm giọng nói, nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên này. Nói như vậy. Hôm nay mày nhất định phải xen vào việc của người khác rồi. Mà ông ấy lại chính là người lúc trước canh giữ bên cạnh Tần Lâm ở trong phủ Tần, Long Phù Đồ. Long Phù Đồ lạnh lẽo nói. Nếu như mày giết người khác, tao không quan tâm, nhưng nếu mày giết cậu ấy, tao sẽ giết mày. Stellar trầm giọng nói. Long Phù Đồ, tao phải công nhận mày là một anh hùng hảo hán, tao không muốn làm kẻ địch của mày, nhưng mày đừng nghĩ tao sợ mày. Ánh mắt của Long Phù Đồ vẫn lạnh lùng, không hề có ý cười. Vậy mày có thể thử xem. Mày đang ép tao đấy, hai chúng ta mà ra tay, chuyện này chưa chắc giải quyết được. Theo như tao biết, mày không phải bạn của Tần Trì, vậy sao mày cứu nó? Trong mắt Stellar co lại, ông ta không muốn phải ra tay với Long Phù Đồ, người này thực sự mạnh. Năm đó ông ta đánh với Long Phù Đồ, còn kém một chiêu, nên thua ông ấy. Bây giờ có vẻ như thực lực của tên này mạnh hơn năm đó không ít. Giao đấu lại thì không biết có nắm chắc phần thắng không. Muốn đấu thì đấu, đây là Hoa Hạ, tao mới là người có quyền. Long Phù Đồ nhíu mày, bày sẵn thế trận, khí thế hùng hồn. Xem ra mày đã quyết tâm muốn sống mái một trận với tao, Long Phù Đồ, mày đừng nghĩ tao sợ mày. Ánh mắt của Stellar tối sầm, mặt đối với Long Phù Đồ, chiến ý cao vút. Long Phù Đồ như một chiến thần, bất động như núi. Còn Stellar lại như một con sư tử hung mãnh, lúc nào cũng có thể xông vào tấn công. Khí thế của hai người vô cùng mạnh mẽ, lúc này không ai biết chuyện gì sẽ phát sinh tiếp. Sắc mặt Stellar trầm xuống, ông ta muốn chùn bước, dù sao cũng không nên dây vào tên Long Phù Đồ này, cao thủ hạng một Hoa Hạ đâu phải hư danh, đó là vị vua thực sự được chọn ra từ cả tỷ người Hoa Hạ, người có thể vào được bảng rồng đều là các cao thủ tột đỉnh, người có thể lọt vào bảng rồng đều là kẻ mạnh. Là đỉnh cao trong cả tỷ người, thực lực của Long Phù Đồ không thể nghi ngờ. Nếu như là 20 năm trước, người dám một mình xông vào phương Tây, giết người của tòa thánh, chỉ có một mình Đông Phương Chí Tà, hiện nay, nhìn tổng quát võ đạo thế giới, kẻ mạnh như vậy, chỉ có mình Phù Đồ của Hoa Hạ. Rodman thốt lên, cả thế giới này, có thể tìm được người như Phù Đồ chắc không được một bàn tay. Người đàn ông này như một thanh kiếm cùn che chắn phía trước giữa trời và đất. Trọng kiếm không nhọn cũng không sắc. Đối với Long Phù Đồ, Rodman chỉ có thể cảm thấy kính nể, bởi vì kẻ mạnh như vậy chắc chắn không có đối thủ, có lẽ chỉ có mình giáo hoàng mới có thể cùng giao chiến với người như vậy.
Long Phù Đồ lạnh lùng nói, kiếm trong tay ông rõ ràng đã đói khát không nhịn nổi, thậm chí nó bắt đầu rung lên. Tao không thích nói nhiều lần, nếu mày muốn chiến, tao sẽ chơi với mày đến cùng. Stellar tức giận nhìn Tần Lâm, trong xương cốt đầy sát khí, thậm chí khó có thể dùng lời để diễn tả. Coi như mày gặp may, lần sau không may mắn vậy đâu. Tần Lâm cười nói, vua mọc sừng, đi không tiễn. Long Phù Đồ nhíu mày, thấy bước chân của Stellar dừng lại, ông ấy biết xong rồi, tên Tần Lâm này chọc giận Stellar rồi. Thằng chó, hôm nay, tao nhất định phải cho mày chết. Stellar vốn định bỏ đi, tiếc rằng Tần Lâm lại chọc giận ông ta, đây là nỗi đau cả đời ông, hôm nay Tần Lâm cứ chọc vào nó, đối đầu với ông ta, cục tức này, Stellar nuốt không trôi. Hôm nay, cho dù có phải liều mạng cùng Long Phù Đồ, ông ta cũng phải làm thịt Tần Lâm. Miệng của cậu đáng ghét y hệt thằng bố cậu, chẳng tha cho ai bao giờ. Long Phù Đồ nhíu mày, lúc này không muốn đánh cũng phải đánh, mặc dù mình không sợ Stellar nhưng hai người đều hiểu rõ, một khi giao chiến, có thể cả hai đều bị thương, cho dù Long Phù Đồ có thể nắm được 6 phần, ông cũng không muốn liều mạng với Stellar. Không đánh mà thắng mới là cách tốt nhất, nhưng với tên Tần Lâm này thì khác, cậu ta là người thích gây chuyện, đáng ghét y hệt bố cậu ta. Tần Lâm ngẩn người, có vẻ như quan hệ của Long Phù Đồ với bố không tốt như mình tưởng tượng. Vậy sao phải cứu mình chứ? Tần Lâm không nghĩ ra được lý do, nhưng lúc này, dù Stellar muốn liều mạng với anh, Long Phù Đồ vẫn sẽ bảo vệ cho anh. Đối thủ của mày là tao, bắt nạt một vãn bối không phải là điều mà vua của Atlantis nên làm. Long Phù Đồ rét lạnh, chắn trước mặt Tần Lâm sợ đến mức tái mét mắt, vốn chỉ muốn đùa tí, nhưng không ngờ lại gây chuyện, nếu thực sự súng đã lên nòng, thì ông ta có thể bóp chết anh. Đậu má! Tần Lâm hơi hối hận, họa từ miệng mà ra mà, đúng là không nên nói bậy nói bạ. Nhiều chuyện, vậy hôm nay chúng ta sẽ xử lý đến cùng. Stellar đã sớm quên mất mục đích đến đây của mình, trong mắt ông ta chỉ có một người. Đó là Tần Lâm, nhất định phải giết anh. Vua mọc sừng, mẹ kiếp, thằng khốn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 61.